Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Được, từ hôm nay trở đi bắt đầu chuẩn bị nghinh chiến, ba ngày sau chính thức hạ lệnh khiêu chiến với mục thần. Chiến thần bệ hạ, vinh quang của tộc chiến thần sớm đã xa sút mục thần có lạp thần trợ giúp, gấp gáp xuất binh như vậy e là sẽ có nguy hiểm. Trưởng lão ất mộc lo lắng nói, sao vậy, ông nghi ngờ năng lực của ta sao? Mộ dung nguyên rể cao mày hỏi, thuộc hạ không dám, ta đương nhiên biết các ông đang e ngại điều gì, nhưng mà ta đã đến chỗ này, thì các ông bắt buộc phải hiểu một chuyện. Nói đến đây, mộ dung nguyên Duệ đứng lên, đôi mắt sáng rực quét qua toàn bộ khán đài cơ thể không hề cao to lực lưỡng nhưng uy nghiêm đế vương tỏa ra từ người cô ấy thật khiến người ta sợ sệt không dám nhìn thẳng thời gian còn lại cho thái cổ thần giới không còn nhiều nữa thời gian của ta lại càng ít hơn thái cổ thần vương bắt buộc phải nhanh chóng được chọn lựa với lại chỉ có thể do mộ dung nguyên duệ ta đảm nhận thiên đạo gấp gáp muốn thoát khỏi sợi xích vận mệnh đã đánh chủ ý muốn thảo phạt thái cổ tam giới vì thế mộ dung nguyên duệ mới nói thái cổ thần giới không còn nhiều thời gian nữa còn về thời gian của cô ấy, qua mấy tháng nữa, cô ấy sẽ lên trước mẹ. Một khi sinh con xong, thì sức mạnh của cô ấy sẽ khôi phục lại giống như trước đây. Tuy hiện giờ mộ dung nguyên duệ đang mang thai, nhưng lại là thời gian sức mạnh chiến đấu của cô ấy đạt đến đỉnh cao. chương 1145, Mục Thần Chi Thành một Thái cổ thần giới đã duy trì bình yên trật tự suốt hơn ngàn năm qua, bây giờ cho dù cuộc chiến tranh giành ngôi vị thần vương đã phá vỡ cân băng, nhưng cuộc chiến trừ thần vẫn trần trừ kéo dài mãi không bùng nổ. Tất nhiên, đây là sự yên bình trước sông bão. Cuộc chiến thiên tôn đã gây náo loạn trời đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đứng chúng sinh, mà cuộc chiến chư thần thái cổ chỉ càng khách đại sức hủy diệt. Chư thần đều đang hối hả chuẩn bị cho chiến tranh, điều động tất cả những tài nguyên mình có. Nếu như không thái cổ chiến thần không quay về, có lẽ cuộc chiến thái cổ chư thần vẫn còn tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Chiến thần, vị thần chiến tranh, mộ dung nguyên duệ vừa quay về, đã bắt đầu khơi màu ngọn lửa chiến tranh, quả không thẹn với danh xưng thần chiến tranh. Tộc Thái cổ chiến thần sa sút chỉ có thể tập hợp được 500 vạn quân tinh nhuệ, được mộ dung nguyên duệ phân chia thành 5 đội quân, một đôi có 40 vạn dũng sĩ tộc chiến thần. Mộ dung nguyên duệ thiết lập ngũ đại thống soái phân biệt do 5 vị trưởng lão phụ trách. Còn 5 đội chiến tướng tiên phong, do các dũng sĩ mạnh nhất của năm tộc đảm nhiệm. So với cơ cấu đại quân tiên đạo khá đa dạng phức tạp chư thần và thiên tôn mọc nhiều như nấm, quân lực của tộc chiến thần lại khá đơn giản và còn vô cùng xuất sắc có thể phối hợp ăn ý với đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ, biến hóa trận pháp tiên thiên ngũ hành. So với lúc cô ấy tiếp quản tiên đạo, quả thực thong thả hơn nhiều. Là phụ nữ đang mang thai, tuy cơ thể đạo tổ không bị ảnh hưởng, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn thường xuyên kiểm tra thai nhi trong bụng thấp thỏm lo lắng tình trạng của con. Sự thay đổi không thể kiểm soát này vừa giúp cô ấy cảm nhận thấy niềm vui của người làm mẹ, đồng thời cũng gieo rắc tai họa ngầm khi cô ấy chiến đấu trên sa trường. Nhưng mà, cuộc chiến mục thần sắp tới mộ dung nguyên duệ không cần đích thân ra tay tộc chiến thần cũng có thể dễ dàng xử gọn được đây chính là sự khác biệt giữa không có chủ thần và có chủ thần dưới sự dẫn dắt lãnh đạo của đạo chiến thần sức mạnh chiến đấu của tộc chiến thần cũng được gia tăng đáng kể ba ngày sau tộc chiến thần đã hoàn tất khâu chuẩn bị năm đội quân đã tập kết ở ngoài thành già trẻ lớn bé đang đứng đưa tiến họ mộ dung nguyên duệ mặc bộ giáp tử kim tay cầm pháp kiếm tử kim đầu đội vương miệng tử kim trên lưng vác theo cờ ngũ diện mỗi một lá cờ đều phong ấn một lượng lớn khí tức tiên thiên ngũ hàng. Cơ thể con người bình thường của mộ dung nguyên duệ đứng trong hãng ngũ to lớn cao lớn đô con của tộc chiến thần, quả thật quá mức nhỏ bé, vì thế cô ấy ngồi lên xe ngựa của riêng mình, chiến mã có trang bị đầu voi ma vút thời nguyên thủy được cất giấu khá lâu trong điện chiến thần. Chiến mã này cao khoảng 10 trường, toàn thân bọc giáp sắt, bên hông xe có khắc trận tiên thiên ngũ hành, mỗi một bước chân mạnh mẽ như sấm chớp, nặng tựa ngàn cân. Mộ Dung Nguyên Duệ, đứng trước đội quân, hét to với người của tộc chiến thần, cuộc chiến chư thần nổ ra vì ta, dù ta có chết, cũng quyết không bôi nhọ danh tiếng chiến thần. Các tướng sĩ đồng thanh hét lớn, ý chí chiến đấu dâng cao cháy rực cả bầu trời. Sắc trời lập tức xuất hiện phản ứng, sấm chấp nổ đùng đùng, gió bão cuồng phong nổi lên khắp nơi. Thoáng chốc, không biết bao nhiêu thần niệm của chủ thần các phương đưa mắt thăm dò tình hình thành anh hùng, nhưng vì mộ dung nguyên duệ dùng đạo chiến thần che giấu huyền cơ, nên bọn họ không biết tộc chiến thần bất thình thình phát động chiến tranh. Đến tận khi đại quân của chiến thần sắp tới cổng thành mục thần, tin tức thái cổ chiến thần đã quay về mới truyền đi khắp thái cổ thần giới. Đô thành của mục thần gọi là thành khai minh, bây giờ quân lực trong thành vô cùng túng thiếu, bởi vì mục thần và đại quân tinh nhuệ của mình đã tiến hành thao luyện liên quân ở biên thành lạp thần. Mục thần và lạp thần đều có năng lực điều khiển bách thú, quân chủ lực của hai đại quân đều là thần thú nguyên thủy thái cổ, lần thao luyện này sẽ tập kết qua đại quân thần thú nguyên thủy trước giờ chưa từng có hàng ngàn hàng vạn thần thú tập hợp lại thành một đại quân lớn mạnh phối hợp với thần vực phẫn nộ hoang dã của mục thần tính hoang dã của lạp thần thức tỉnh thần vực đại quân thần thú nguyên thủy bộc phát ra khí tức hung hãn càng quét kẻ địch cho dù có là tộc thần thái dương ở tiết tận phía đông bắc xa xôi cũng cảm thấy mối đe dọa từ phương bắc chư thần cũng vì lần thao luyện liên quân này mà đánh giá lại tình hình thế lực ở thái cổ thần giới do quân chủ lực của mục thần không ở thành khai minh trách nhiệm canh giữ thành đều giao lại hết cho thần thú thủ hộ do đích thân mục thần huấn luyện, thú khai minh nguyên thủy thái cổ. Thân thú dài trăm trượng, có chín đầu mình hổ, đứng bên ngoài thành khai minh, một mình nghênh chiến với đại quân chiến thần. Các tông đồ mục thần thủ thành khác, đang đứng trên cổng thành, giờ cao cung tên, căng thẳng chờ đợi. chương 1146, mục thần chi thành hai trưởng lão mậu thổ, chiến lực của thú khai minh nguyên thủy như thế nào? Mộ dung nguyên dệ hỏi, sở hữu chiến lực chủ thần tầm trung, trưởng lão mậu thổ nói nói như vậy dù có là dũng sĩ mạnh nhất của tộc chiến thần chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó sao e là dũng sĩ của năm tộc cùng ra tay mới đủ sức hạ gục nó đây là trận chiến đầu tiên của tộc chiến thần vì một con dã thú nhỏ nhoi mà phải phí phạm hết toàn bộ quân lực tinh nhuệ của tộc chiến thần ta thì quả là có chút bôi nhọ thanh danh chiến thần của ta rồi truyền lệnh ta xuống ngũ quân lùi lại chăm trượt đích thân ta sẽ giải quyết nó mộ dung nguyên duệ ngạo nghễ nói chiến thần bệ hạ đạo chiến thần không phải đạo chiến đấu bệ hạ không thể mạo hiểm được. Ông nhầm rồi, người giỏi chiến đấu thì không có thành tích gì nổi bật, thế nên các ông luôn cho rằng chiến thần chỉ đứng đầu về cách hành quân bố trận. Nhưng lại không biết, bản thân chiến thần đã sở hữu chiến lực đỉnh phong tại thái cổ thần giới rồi, nếu không ban đầu cũng sẽ không thể ngồi vững trên ngôi báu thái cổ thần vương. Thật ra không phải chỉ mình trưởng lão mậu thổ nghi ngờ chiến lực của cô ấy, mà ở nhân gian tam giới, cũng có khá nhiều người nghi ngờ chiến lực của mộ dung nguyên duệ. Trận chiến nổi danh nhất của cô ấy là tại Hoang Mạc Long Môn, cô ấy dùng điệp khúc tiên vũ nghề thường giết chết 500 thiên tôn thượng cổ Long Nhân, mà lúc đó cô ấy vẫn chưa thức tỉnh thúc mệnh của thái cổ chiến thần. Ngoài trận chiến đó ra, thì là trận chiến ở thiên đình năm đó, cô ấy vẫn chưa thể hiện được bất kỳ ưu thế đáng kinh ngạc nào. Thật ra, sau khi ngưng tụ được thần cách thái cổ chiến thần, chiến lực của mộ dung nguyên duệ sớm đã có thay đổi kinh thiên động địa. Nếu không phải cô ấy cố ý che giấu, đem toàn bộ tinh lực dồn hết vào trận pháp thiên thiên ngũ hành, mới khiến kẻ khác có nhầm lẫn tai hại về chiến lược của cô ấy. Khi người ta nhắc đến cô ấy, đa phần sẽ so sánh cô ấy với Tạ Lưu Vân và Khương Tuyết Dương. Mà không đặt cô ấy ngang hàng với Lữ Thuần Dương hay Thủy Họa. Mà mộ dung nguyên duệ hôm nay, trong cơ thể đã có hai luồng khí âm dương rồi rào vô tận, chiến lược đạt đến đỉnh phong. Cho dù Lữ Thuần Dương có đến, cô ấy cũng có niềm tin giành chiến thắng. Sau đó mộ dung nguyên duệ nhảy xuống cỗ xe voi ma vút, tiến tới trước mặt khai minh thú nguyên thủy thủ hộ thành khai minh. Thú khai minh đã bắt đầu mở linh thức, tất nhiên có thể phát hiện ra thần uy của thái cổ chiến thần trên người cô ấy. Tin tức ngũ quân chiến thần đổ bộ đến thành khai minh, nó đã chuyển đến tai của mục thần rồi. Bây giờ liên quân mục thần và lạp thần đang ồ ạt à chạy về thành khai minh, mà việc nó làm chính là đợi đại quân chủ lực trở về, không tiếc mọi giá ngăn cản cuộc tấn công của ngũ quân chiến thần. Ý chí chiến đầu của ngũ quân vang vọng trời xanh, khai minh thú không nắm được bao nhiêu phần thắng, thậm chí đã chuẩn bị cùng tồn vong với thành khai minh nhưng lúc nó nhìn thấy mộ dung nguyên duệ một mình tiến tới chỗ nào suy nghĩ trong lòng đột nhiên thay đổi nếu như có thể giết chết thái cổ chiến thần có lẽ năm đội quân của chiến thần sẽ không cần nó phí công ngăn cản nữa tự họ sẽ biết khó mà lùi kẻ thiện chiến sẽ không có chiến công thực lực chiến đấu của thái cổ chiến thần chính là một bí ẩn khó đoán của ở thái cổ thần giới nên khai minh thú mới nảy ra suy nghĩ này chiến thần bệ hạ tại sao lại đột nhiên muốn tấn công thành khai minh của bọn ta thú khai minh vừa liều mạng gia tăng chiến ý vừa cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng dò hỏi nếu như mục thần sớm đã có ý đồ xâm chiến thành anh hùng thay vì chờ chết chi bằng chủ động tấn công nhanh chóng chấp lấy thời đánh đòn phủ đầu chính là đạo chiến thần mục thần và lạp thần đã liên minh rồi cho dù thành khai minh không thể ngăn cản được đại quân ngũ hành thì các người lấy đâu ra tự tin có thể chống lại sự phục thù của mục thần và thần thú lạp hỏi hay lắm nhưng chẳng có ý nghĩa gì tại sao bởi vì sợ là ngươi sẽ không sống đến lúc đó đâu chiến thần to gan ngày hôm nay cô sẽ phải trả giá vì sự ngu mốc của mình nói xong thú khai minh hét lên một tiếng gầm giống chiến ý tích tụ bỗng nhiên bùng nổ kết hợp với thú tính nguyên thủy bộc phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất sắc mặt của ngũ quân chiến thần đứng sau lưng mộ dung nguyên duệ đều đồng loạt biến sắc họ lo lắng cho chiến thần không muốn mất đi vị chủ thần mới trở về không lâu nếu như Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi ra bốn phân thần, có lẽ họ sẽ không lo lắng đến vậy, nhưng rõ ràng cô ấy muốn đơn đả độc đấu. Đối diện với sự phẫn nộ của thú Khai Minh, Mộ Dung Nguyên Duệ không hề hoảng loạn. Lúc thú Khai Minh phóng tới chỗ cô ấy, cô ấy không hề do dự tiến thẳng lên nghênh chiến. Chương 1147, Phong Hỏa Tam Nguyệt 1. Sao Phong Hỏa Tam Nguyệt, 3 tháng chiến tranh, thú Khai Minh, chín đầu mặt người, mình hổ, lúc phát động tấn công, chín gương mặt trở nên vô cùng hung ác toàn thân nổi lên ánh sáng màu đỏ. 18 con mắt hung tợn, hầm hầm nhìn mộ dung nguyên duệ. Đợi khi cách mộ dung nguyên duệ chỉ còn mấy trượng, thì chín cái miệng mở to ra, đồng loạt phun ra xương độc, nọc độc, lửa, băng, cuồng phong, sấm chớp, thủy triều. Mỗi một đòn đều có uy lực đẳng cấp trí cường đạo tổ, dung hợp sức mạnh tiên thiên ngũ hành và huyết mạch dã thú. Ngoài chín đòn tấn công này ra, răng nanh và móng vuốt của thú khai minh nguyên thủy, kèm theo cơ thể khổng lồ của nó, cũng có uy lực hủy diệt trời đất, bản năng thú tính bộc phát thậm chí còn sánh ngang với đòn tấn công toàn lực của chủ thần tầm trung thậm chí lúc thú khai minh đánh phủ đầu sức mạnh của nó không hề yếu hơn chủ nhân mục thần còn gần bằng chủ thần cấp cao ở thái cổ thần giới thần vị có cấp cao cấp trung và cấp thấp thần thái dương thần quang minh nữ thần tự nhiên nữ thần băng tuyết nữ thần phục thù đều là thần minh cấp cao hải thần mục thần lạp thần thuộc nhóm chủ thần cấp trung trong suốt chiều dài lịch sử của thái cổ thần giới chỉ mình thái cổ lôi thần năm xưa có sức mạnh vượt qua ba cấp bậc này, ông ấy cũng được tôn làm cha của các vị thần. Thái cổ thần vương sau này, đều là thần minh cấp cao, không còn ai đủ sức ngự trị quần thần. Đối diện với đòn hủy diệt của thú khai minh nguyên thủy, sắc mặt các chiến tướng tộc chiến thần trắng bệch không còn một giọt máu. Giờ đây khoảng cách giữa mộ dung nguyên duệ và thú khai minh chỉ còn mấy trượng, ngàn cân treo sợi tóc. Chiến vô phá chuẩn bị xông lên hỗ trợ, nhưng trưởng lão canh kim ngăn cản, bởi vì mộ dung nguyên duệ đã nói rõ một mình cô ấy sẽ nghênh chiến thật ra cho dù bây giờ bọn họ ra tay cũng không còn kịp nữa đối với trận đấu cấp bậc chủ thần mấy trượng không được xem là khoảng cách nếu như không muốn phát huy tốt đa sức mạnh hủy diệt thì dù cách xa mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm đều có thể cảm nhận uy lực của chủ thần nhưng dù chỉ còn cách vài bước chân mộ dung nguyên duệ vẫn bình chân như vậy tới tận khi chín đòn đánh tụ hợp thành một luồng sức mạnh hủy diệt tân mình mảnh mai của cô ấy đột nhiên cong người cúi về phía trước triệu hồi cờ đại diện trên sức mạnh mậu thổ mậu thổ hiền linh bảo vệ cơ thể của ta nói xong cờ mậu thổ nhanh chóng hóa thành tấm khiên màu vàng óng chắn trước mặt mộ dung nguyên duệ tấm khiên mậu thổ vừa xuất hiện lốc xoáy hủy diệt tung trào như vũ bão đã đổ dồn lên mặt tấm khiên tính toán thời gian vô cùng chính xác chỉ nghe một tiếng nổ bùng đòn đánh của thú khai minh đập mạnh lên bề mặt của tấm khiên sức hủy diệt đáng sợ bắt đầu tỏa ra xung quanh Chấn động từ trận đấu bên dưới, khiến bức tường bao quanh thành khai minh bị vỡ vụn, đám tông đồ mục thần đứng trên thành vô cùng sợ hãi. Nhờ ngũ quân chiến thần đã lùi cách xa ra một khoảng, mới không bị cuốn vào. Bồn tôn mộ dung nguyên Duệ vẫn đứng im bất động, sắc mặt không hề tỏ ra kinh ngạc gì. Tấm khiên mậu thổ đã chặn đứng hoàn toàn đòn hủy diệt của thú khai minh nguyên thủy, mặt khiên không hề có một vết xước, nhưng ánh kim đã mở đi một chút. Thấy thế, thú khai minh nguyên thủy, thân thú khổng lồ vồ lấy tấm khiên thứ bộc phát vừa rồi chính là sức mạnh thần thông của nó bây giờ là bản năng hoang dã của nó vầng hào quang trên tấm khiên mậu thổ đã mờ dần giờ đây có còn đủ sức ngăn cản con dã thú hung bạo hay không trở thành việc mà toàn bộ tộc nhân chiến thần quan tâm lại một tiếng nổ vang lên khiên mậu thổ tỏa sáng rực rỡ sau đó là tiếng gào đau đớn của thú khai minh nguyên thủy thân thú khổng lồ bị hất bay ra xa ngã ầm xuống mặt đất khiến mặt đất trũng một hố sâu thành khai minh bị liên lụy tòa tháp sụp đổ, khói bay mù mịt. Thú khai minh nguyên thủy cố gắng bỏ dậy, chín cái đầu chảy máu ròng rọc, trông thật thảm thương. Từ đầu đến cuối, mộ dung nguyên duệ chưa hề đụng một ngón tay, chỉ mới triệu hồi ra một lá cờ, rồi hóa thành tấm khiên mậu thổ. Sau khi đánh hai đòn công kích thú khai minh, ánh sáng trên tấm khiên cũng vụt tắt. Mộ dung nguyên duệ giơ tay thu về, tấm khiên lại hóa thành cờ, cắm trên lưng, rồi tiến từng bước lại gần thú khai minh. Lúc này đây, ý chí chiến đấu của nó đã không còn, thân mang trọng thương chỉ còn nước chờ chết nếu như cô giết ta mục thần nhất định sẽ không bỏ qua cho tộc chiến thần đâu lẽ nào tới giờ mà ngươi còn tưởng rằng mục thần có tư cách chiến đấu với tộc chiến thần sao mộ dung nguyên duệ hỏi chín cái đầu của nó cúi xuống không nói nên lời mới đầu nó coi việc chiến thần phát binh đánh thành khai minh chỉ là thủ đoạn đánh lén thậm chí xem thường chiến thuật hèn hạ của chiến thần sau khi nó dùng toàn lực đánh với mộ dung nguyên duệ nó mới hiểu chiến thần chọn công đánh thành khai minh vào lúc này không hề có ý nhân cơ hội tập kích đánh phủ đầu, mà vì chiến thần ngẫu nhiên chọn chúng ngày này thôi. Cho dù quân lực tinh nhuệ đều đang canh gác ở thành khai minh, cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi, bọn họ nhất định sẽ cầm chắc thất bại. Có lẽ tại thần giới có người sẽ ngăn cản được bước chân của thái cổ chiến thần, nhưng đó tuyệt đối không phải là mục thần. Chiến thần, cô đã khơi màu chiến tranh chư thần, nhất định sẽ gặp báo ứng, phải gánh chịu lời nguyền rủa của chư thần chương 1148, Phong Hỏa Tam Nguyệt 2. Thái cổ chiến thần vốn dĩ chẳng phải là vị quân chủ từ bi nhân hậu, nếu như ta đã quyết tâm tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương, thì đã sớm chuẩn bị gánh vác sát nghiệp rồi. Một trận chiến thắng lợi được đổi lấy bằng xương máu của vạn binh mã, mộ dung nguyên duệ tất nhiên hiểu rõ sự tàn khốc của con đường trở thành thái cổ thần vương. Không biết bao nhiêu thần tộc sẽ mất mạng trong trận chiến chư thần, mà cô ấy chính là kẻ cầm đầu khơi màu cuộc chiến. Nhưng mà, nếu cô ấy không tranh thì thần giới hỗn loạn rời rạc này làm sao đủ sức khiêu chiến với thiên đạo nếu như không thể đánh bại thiên đạo thì không chỉ mình thái cổ tam giới gặp họa sát thân mà sẽ liên lụy đến cả nhân gian không giết chóc sẽ không thể chấm dứt tai ương thú khai minh nếu ngươi bằng lòng quay về minh giới ta có thể mở ra một con đường tiễn ngươi đến đó mộ dung nguyên duệ nói ta đã dùng cả đời đi theo mục thần lập lời thề cùng sống chết với thành khai minh được ta sẽ thỏa mãn ước nguyện của ngươi nói xong mộ dung nguyên duệ thi triển kiếm pháp tử kim chém một phát chín nhát lần lượt đâm vào giữa lông mày của thú khai minh sau khi kiếm được thu về thì thú khai minh cũng tắt thở thần hồn tiêu tán thú khai minh nguyên thủy đã chết tông tổ mục thần đứng trên tường thành khai minh và tộc nhân trong thành đều rơi nước mắt đau xót suốt mấy ngàn năm qua thú khai minh đã sớm trở thành thần minh trong mắt họ địa vị chỉ đứng sau mục thần hôm nay thú khai minh đã hy sinh vì bảo vệ thành sau khi chết không nhập vào minh giới làm sao không khiến họ đau xót cái chết của thú khai minh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con dân mục thần rất nhanh ngọn lửa căm phẫn đã bùng cháy dữ dội người người nhà nhà quyết tâm chiến đấu đến chết thề cùng tồn vong với thành khai minh thấy thế đáy mắt mộ dung nguyên rợi lóe lên tia lạnh lẽo muốn ra lệnh công phá thành trì chính lúc này đây trong bụng lại truyền đến chút nhói sau đó trái tim bất giác mềm lòng cánh tay giơ lên cũng từ từ buông xuống khuôn mặt tàn nhẫn cũng lộ ra vẻ dịu dàng mộ dung nguyên duệ không hề thèm khát gì tài nguyên chiến tranh của thành khai minh công thành chẳng qua vì muốn khơi mào cho cuộc chiến chư thần bây giờ thú khai minh đã chết mộ dung nguyên duệ cũng đã đạt được mục đích vậy thì có tấn công thành khai minh hay không cũng không còn cần thiết nữa chiến thần không phải là vì quân chủ nhân từ nhưng mộ dung nguyên duệ là người sắp làm mẹ cô ấy nguyện gánh chịu tội lỗi sát nghiệp nhưng không thể không suy nghĩ cho tương lai cho con cái của mình sau đó mộ dung nguyên duệ nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ thì thầm một câu, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Rồi ra lệnh cho đội quân, bỏ qua thành khai minh, tiến thẳng đến cao nguyên phía bắc nơi đóng quân của mục thần và lạp thần. Quân lực thành khai minh thiếu thốn, tuy con dân mục thần quyết chiến đấu đến cùng, nhưng trong lòng cũng hiểu, cho dù tất cả bỏ mạng ở đây, cũng không thể ngăn cảnh đại quân chiến thần, thậm chí một mình chiến thần cũng đủ san bằng cả thành rồi. Chiến thần không phải kẻ nhân từ, đây là điều cả thái cổ thần giới biết rõ. Thế nên, khi họ nhìn thấy đại quân chiến thần chuyển hướng, đi qua thành khai minh tiến thẳng về phía bắc, khiến bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, bọn họ cũng phải là người ngu ngốc chỉ biết đâm đầu tấn công, để trả thù cho thú khai minh nguyên thủy. Chiến thần bệ hạ, tại sao không công thành? Chiến vô ngấn nữ dũng sĩ của hỏa tộc tiến gần hỏi. Sau khi quay về tộc chiến thần, người thân cận nhất với mộ dung nguyên duệ chính là chiến vô ngấn. Cô ấy có tính cách hào sảng thẳng thắn, sau khi nhận mộ dung nguyên duệ là chủ nhân thì vô cùng trung tành quyết không hai lòng, rất được lòng tin của mộ dung nguyên duệ. Chiến thần không phải là kẻ nhân từ, nhưng đối với người làm mẹ mà nói thì thật quá tàn ác rồi. Mộ dung nguyên duệ nói, chiến thần bệ hạ đã có con nối dõi rồi sao? Chiến vô ngấn sửng suốt hỏi, cũng khó trách cô ấy ngạc nhiên như vậy, bởi vì con nối dõi của chiến thần là chuyện vô cùng quan trọng, đại biểu cho việc thần cách chiến thần sẽ không thất truyền. Tộc chiến thần ngày nay vẫn chưa có ai ngưng tụ ra thần cách chiến thần hoàn chỉnh, bởi vì trên người họ không dòng máu trực hệ với thái cổ chiến thần huyết mạch trên người tộc nhân vô cùng kém, khó mà thuần khiết bằng huyết mạch trong người con nối dõi của chiến thần. sắp rồi, còn ba tháng nữa, chúng nó sẽ chào đời. Mộ Dung Nguyên Duệ đưa tay sờ bụng nhỏ rồi mỉm cười nói: "Hả? Chiến vô ngấn sửng sốt há hốc mồm, không biết nên nói gì. Cô ấy không thể ngờ được thái cổ chiến thần bệ hạ kiêu dũng oai phong lẫm liệt lại đang mang thai. Thời gian của Mộ Dung Nguyên Duệ không còn nhiều, đến hôm nay cũng chỉ còn lại ba tháng. Mà trong ba tháng cuối cùng này, chắc chắn sẽ không ngừng nổ ra tranh chấp và tan thương, gọi là ba tháng chìm trong khói lửa chiến tranh. chương 1149, Quyết chiến hoang dã 1 Lãnh thổ thái cổ thần giới vô tận, vượt xa ma giới và minh giới. Trên thực tế, ma giới và minh giới đều được phân tách với thần giới, chủ thể của tam giới xưa cũng là thái cổ thần giới. Phương Bắc từ xưa đến nay đã là nơi có các ngôi sao luôn phát sáng, có một số lượng lớn thần tộc sinh sống ở phía Bắc Thái Cổ Thần Giới. Tộc chiến thần từng là vị vua không thể chối cãi của phương Bắc, nhưng mà cũng không nên đánh giá thấp tộc lạp thần. Đặc biệt là sau khi lạp thần và mục thần liên hợp với nhau, các thần tộc phương Bắc ngay lập tức chấm dứt tranh chấp với nhau, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm. Mục thần tương đối bao dung, nhưng lạp thần lại nổi tiếng là người tàn nhẫn, bạo lực, uy chấn bách thú. Theo truyền thuyết, hình dạng tối thượng của lạp thần là nửa người nửa dã thú. Có thể phô diễn thần uy của chủ thần trong hình dạng con người, mà còn có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt của bản năng động vật. Mục thần dựa vào nhân thú của mình để cai trị các muông thú, trong khi lạp thần lại dựa vào bạo lực để nô dịch muông thú. Giờ đây, họ đã hợp lực để tập hợp một đại quân gồm hàng ngàn vạn mãnh thú, kết hợp giữa cương nhu để tạo nên một đại quân siêu phàm khiến các vị thần phải khiếp sợ. Lạp thần có tham vọng rất lớn, ông ta cũng là người muốn tranh giành thái cổ thần vương, mục thần thành lập liên minh với ông ta, phần nhiều là để đảm bảo địa vị của mình trong thần tộc phương Bắc. Bởi vì Lạp Thần đã hứa rằng một khi trở thành Thái cổ thần vương, Mục Thần sẽ là chủ của Bắc Cảnh. Vào lúc này, lực lượng liên minh của Mục Thần và Lạp Thần đang từ phía bắc tiến tới Cao Nguyên Hoang Dã ở phương nam. Khi Chiến Thần dẫn quân đột kích thành Khai Minh, Mục Thần sớm đã nhận được thông tin từ mối liên kết thần hồn với thú Khai Minh Nguyên Thủy. Thành Khai Minh vắng quân, chỉ có chục ngàn sứ thần canh giữ thành, không thể ngăn cản đại quân 200 vạn của Chiến Thần. Mặc dù thú khai minh nguyên thủy có dũng cảm vô song và sở hữu sức mạnh của một vị chủ thần cấp trung, nhưng các ngũ tộc dũng sĩ của tộc chiến thần cũng sát phạt vô đối. Cái gọi là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Nếu tộc chiến thần dám tấn công thành khai minh, họ chắc chắn phải có tự tin của riêng mình. Một con lạc đà gầy còn lớn hơn một con ngựa, tộc chiến thần là vị vua phương Bắc, mặc dù họ đã nhiều năm gặp khó khăn do thiếu đi chủ thần mà chưa thể trở lại danh sách thần tộc mạnh nhất, nhưng họ chưa bao giờ ngừng tu hành và luyện hóa khí tiên thiên ngũ hành. Vô số ngàn năm sau, ai sẽ biết tộc chiến thần đã khống chế được bao nhiêu khí tiên thiên ngũ hành, tích lũy được bao nhiêu tài nguyên chiến tranh chứ? Mục thần càng nghĩ càng cảm thấy bất an, tộc chiến thần không có chú thần, đã khiến ông không thể hạ quyết tâm chủ động phái quân tới thành anh hùng rồi, giờ đây thái cổ chiến thần đã trở lại, trong lòng lại càng ngũ vị tạp trần hơn. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người đồng minh ôn hòa này, vị lạp thần trẻ tuổi thác bạt liệt khẽ mỉm cười nói. Mục giã huynh, tộc chiến thần đã không còn như xưa nữa, làm sao chúng có thể ngăn cản đại quân ngàn vạn thần thú nguyên thủy của chúng ta chứ? Tộc chiến thần vốn còn dư thừa thực lực, huống chi bây giờ chiến thần đã trở lại. Thái cổ chiến thần đã mất huyết thống từ lâu, ai biết được thứ gọi là chiến thần này lại chui ra từ xó xỉnh nào chứ? Ta thừa nhận rằng đạo chiến thần trạng thái hoàn chỉnh rất mạnh mẽ, nhưng quân lực của tộc chiến thần có hạn, cho dù vị chiến thần mới này không phải là giả thì cũng không có binh để sử dụng, lạp thần, thác bạt liệt nói. Lẽ nào thác bạt lão đệ không hề lo lắng chút nào về chiến lực bổn tôn của thái cổ chiến thần sao? Ha ha thác bạt liệt cười lớn, nói, nhìn toàn bộ thái cổ thần giới, người duy nhất ta sợ chính là thái cổ kiếm thần, kiếm thần không xuất trận, ai chiến cùng ta? Thác bạt liệt rất ngông cuồng, đương nhiên ông ta cũng có tư cách để ngung cuồng. Trong lịch sử thần giới trước đây, ghi chép về lạp thần chỉ có thần thông trấn áp bách thú, chứ không hề đề cập đến bản năng thú tính của lạp thần. Thứ nhất, thần giới chủ trương đề cao trật tự và thần tính, Thứ hai, Lạp Thần xảo quyệt như hồ ly, ẩn giấu cực kỳ giỏi. Thần giới ngày nay đến từ sự phục sinh sau khi thiên đạo bị hủy diệt, uy lực của chư thần cũng đều có sự suy yếu, chỉ có Lạp Thần là ngược lại, sức mạnh của ông vượt xa bất kỳ vị chủ thần nào trong lịch sử. Lý do là vị Lạp Thần ngày nay đang đồng thời chảy hai dòng máu trong người, một là huyết thống chính thống của Lạp Thần, hai là huyết thống được truyền thừa từ thú thần Vũ Cương, người không được thần giới công nhận. Thú thần Vũ Cương là tổ tiên của tất cả thần thú ở thái cổ thần giới. Theo truyền thuyết, thú thần và lôi thần được sinh ra cùng một ngày trong thái cổ thần giới, một người sinh lúc bình minh, một người sinh lúc hoàng hôn. Khi thiên đạo diệt thế, chư thần đều bị ảnh hưởng, chỉ có thú thần trốn thoát được bằng cách ẩn náu dưới lòng đất. Tuy nhiên, thú thần tuy chưa chết nhưng lại bị thương nặng, cuối cùng tiêu hao hết sinh cơ và vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất. Vũ Cương tuy đã chết nhưng thần hồn vẫn không bị tiêu tan. Lần này thần giới hồi sinh, mẹ của Lạp Thần và Bắc Địa Lịch Phong Hạp Cốc đã cảm ứng sinh ra một đứa con trai nghe nói bà đã nhận được huyết thống truyền thừa của Vũ Cương. Chuyện này chính là bí mật lớn nhất của Thác Bạt Liệt, để lấy được lòng tin của Mục Thần và hình thành liên minh, đã nói cho Mục Thần biết bí mật này, mới khiến Mục Thần hạ quyết tâm thành lập liên minh với ông ta, liên thủ giành lấy vị trí thái cổ thần vương. Nghe Thác Bạt Liệt nói như vậy, Mục Thần trong lòng cũng có chút yên tâm. Thần thú Vũ Cương nổi tiếng như thái cổ lôi thần, chỉ vì ông ta đến cuối vẫn chưa thể hóa thành hình người nên mới không được chư thần thái cổ công nhận chương 1150, quyết chiến hoang dã 2. Giả dụ như thác bạt liệt phát huy bản năng thú tính của Vũ Cương, thì trong tình huống vị trí lôi thần cùng kiếm thần đang bị bỏ trống thì không ai trong số chư thần thái cổ có thể đối kháng lại với ông ta. Còn về thái cổ chiến thần, sức mạnh của ông nằm ở cách chỉ huy quân đội vốn không có khả năng chiến đấu vượt trội gì. Mục thần vừa thả lỏng không bao lâu, khi đại quân thần thú vừa đổ bộ lên cao nguyên hoang dã, thần hồn ông đột nhiên chấn động, sau đó cảm thấy bi ai, mở miệng phun ra một ngụm máu, Mục giã huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạp thần thác bạt liệt hỏi, thú khai minh đã chết rồi. Mục thần buồn bã đáp, xin chia buồn với mục giã huynh, thành khai minh vốn thiếu thốn chiến lực nên mới bị đại quân chiến thần chiếm lợi. Thần thú khai minh tuy cực kỳ hung mãnh nhưng chúng không thể ngăn cản đại quân ngũ tộc dũng sĩ của chiến thần. Không, thú khai minh không chết trong tay chiến vô phá và những người khác. Người giết nó là thái cổ chiến thần. Cái gì, ý huynh là thái cổ chiến thần đã tự tay giết chết thú khai minh sao? Ngay cả thác bạt liệt nghe được lời này cũng không khỏi kinh ngạc. Thú khai minh nguyên thủy sở hữu sức mạnh thần thông kép và có thể một đòn phát toàn lực huy chiến lực tương đương chủ thần cấp cao. Thái cổ chiến thần có thể một mình giết chết nó thì át hẳn phải có lực chiến của chủ thần cấp cao, điều này khác với những gì ông ta mong đợi. Điều quan trọng nhất là, chủ thần mình tham chiến giết địch hoàn toàn không phù hợp với đạo cầm binh của đạo chiến thần, trừ khi chiến thần hoàn toàn không xem thú khai minh ra gì. Thú khai minh trước khi chết còn để lại cho ta một câu, nó không muốn ta phục thù cho nó, càng không nên làm kẻ địch của chiến thần. Mục thần nói, tại sao, thú khai minh nói cho ta biết, bước chân của chiến thần không thể ngăn cản được, thái cổ thần vương thuộc về cô ta. Thế nào, người tin lời khai minh thú nói không, thác bạt liệt hỏi, ta có tin hay không cũng không quan trọng nữa, thú khai minh cả đời kề cạnh bên ta, nó vì bảo vệ thành khai minh mà chết, chỉ cần ta còn sống, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Được, ta ắt sẽ giúp mục giã huynh đòi món nợ máu này sau khi nói xong lạp thần ra lệnh cho toàn quân tăng tốc tiến về phía thành khai minh cao nguyên hoang dã là một vùng rộng lớn cho dù quân đoàn thần thú có hành quân nhanh chóng thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi bên dưới cao nguyên là vùng đất hoang vu vạn thú vô cương tư thế xuống núi rất hùng vĩ không bị gò bó thú chiều cuồn cuộn trời u đất tối bất khả chiến bại tuy nhiên ngay khi đại quân hàng ngàn vạn thần thú của lạp thần tiếp tục lao về phía thành khai minh thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí quân uy cực kỳ lớn mạnh đến từ phía Nam thành Khai Minh, sát ý sộc thẳng lên trời. Ngoại trừ đại quân của tộc Chiến Thần, thì tìm khắp thái cổ thần giới, cũng chẳng tìm được quân uy nào nghiêm chỉnh như vậy. Trong lòng Thác Bạt Liệt run lên, ông ta không ngờ đại quân của Chiến Thần lại hành động nhanh như vậy. Vừa công phá thành Khai Minh, bây giờ đã xuất hiện ở đây. Đúng lúc này, Hùng Ưng Chi Linh trinh sát của Lạp Thần trở về từ phía Nam và báo cho Lạp Thần về tin tức của thành Khai Minh chiến thần chỉ giết thú khai minh không trinh phạt thành khai minh ồ oh, tin tức này làm mục thần rất ngạc nhiên chiến thần chưa bao giờ là vị chủ thần nhân từ khi tin tức về cái chết của thú khai minh truyền ra ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đổ sát cả thành trong lòng tâm tình vô cùng nặng nề bây giờ chợt nghe tin chiến thần không trinh phạt thành khai minh tâm trạng đã khá hơn đôi chút nhưng cơn tức giận muốn trả thù vẫn không hề suy giảm thú khai sáng là người bạn trung thành nhất của ông ta chiến thần nhất định phải chịu trách nhiệm về cái chết của nó. Lạp thần và mục thần bay lên không chung, nhìn kẻ thù, khi nhận thấy đại quân ngũ tộc của chiến thần đã xuất hiện cách đó 50 dặm, họ lập tức ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Sau khi liên minh, Lạp thần chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai dám chủ động thách thức quân uy đại quân hàng chục ngàn thần thú của mình, trong lòng vô cùng tức giận. Tuy nhiên, ông ta cũng không lơ là cảnh giác, cuộc chiến chư thần vừa mới mở màn, chiến thần chủ động xuất kích ắt phải có gì để dựa dẫm, ông ta không mong muốn khi trận chiến chư thần chỉ vừa bắt đầu đã làm tổn thương gân cốt cùng nhuệ khí của đại quân thần thú. Cách đó 50 dặm, sau khi nhận thấy đại quân thần thú đang chuẩn bị chiến đấu, mộ dung nguyên duệ từ trên không đáp xuống, đôi mắt sáng lóe lên, khẽ mỉm cười nói, xem ra, lạp thần là một người thông minh. Cô ấy hành quân suốt chặng đường, nhìn có vẻ rất vội vàng, sốc nổi nhưng thực chất cô ấy đã bí mật sắp xếp sẵn rồi. Ngũ quân của chiến thần đều được bao bọc bởi đạo chiến thần, lúc nào cũng có thể mở ra ngũ phương thần vực để ứng phó mọi chiến đấu. Nếu đại quân thần thú của mục thần và lạp thần trực tiếp xông đến quyết chiến, kẻ thua cuộc chắc chắn là bọn họ. Chiến thần bệ hạ, thác bạt liệt mặc dù tính tình kiêu ngạo, tàn bạo, nhưng hành động lại rất có chiến lược. Chiến vô phá nói, ô, xem ra trận chiến này sẽ cần thêm thủ đoạn rồi. Nói xong, mộ dung nguyên rưỡi ra lệnh cho toàn quân chậm lại, từ từ tiến về phía trước. Cuối cùng, khi chỉ còn cách đại quân thần thú 10 dặm, ngay lập tức lập thành quân trận, đối đầu với đại quân thần thú. Hai đội quân đối đầu nhau, dương cung bạt kiếm, kể từ khi thái cổ thần giới hồi sinh, cuộc chiến thần thánh với quy mô lớn nhất đã sắp bắt đầu. chương 1151, uy danh chiến thần 1. Ngàn vạn thần thú, dưới sự phục hồi giã tính của lạp thần và cơn thịnh nộ hoang dã của mục thần, bùng phát sức mạnh khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa. Hung tàn, bạo lực, hủy diệt tất cả. Điều đáng sợ nhất chính là những thần thú này vẫn chưa mất đi bản tính thật sự, chúng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của lạp thần. Về phía chiến thần, ngũ phương thần vực bao trùm năm nhánh đại quân. Quân uy chỉnh tề, sát khí sung thiên, không có nghi ngờ nữa, đây sẽ là một trận chiến kẻ tám lạng người nửa cân. Mặc dù ngũ quân chiến thần mặc dù kém hơn về số lượng, nhưng trận tiên thiên ngũ hành đủ để bù đắp khoảng cách này. Hai bên đối mặt nhau, trận đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí căng thẳng đã lên đến tột cùng. Gió mạnh thổi tung cắt bụi nơi hoang địa, khiến lông tơ dựng đứng, toàn thân lạnh buốt mây bồng bềnh không dám trôi, chim muông không dám bay. Vùng đất hoang nứt nẻ dường như đang nóng lòng muốn bị nhuốm máu. Bầu trời xám xịt lạnh lẽo trầm lặng trước cái chết sắp diễn ra của ngàn vạn sinh linh. Giết chóc là nguyên tội, mộ dung nguyên rưỡi dẫn đầu đốt cháy ngọn lửa chiến tranh giữa các chư thần, gánh lấy nguyên tội. Trên đôi gò má xinh đẹp có chút tàn nhẫn, một trận chiến sắp xảy ra, ý chí chiến thần đã hoàn toàn thống trị cơ thể và tâm trí cô. Sinh ra để chiến đấu, bậc thầy về chiến tranh, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chiến vô phá, mộ dung nguyên dệ bắt đầu điểm tướng, có mặt tướng, chiến vô phá bước về phía trước, chiến vô phá hôm nay một thân trọng khải thanh đồng, như thể vừa trở về từ hình thiên. Kiếm vô phá nặng tựa ngàn quân, trên thân thanh kiếm còn chưa dính máu nhưng đã phát ra âm thanh run rẩy kích động. Chiến lực của cậu ta từ lâu đã cao hơn đạo tổ mạnh nhất, nhưng vì rèn luyện sinh tử quá ít nên cậu chưa thể đột phá đến cảnh giới của thần ma cổ đại, thậm chí không thể gọi là thần linh cấp thấp. Trong trận chiến ngày hôm nay, chiến vô phá được định sẵn sẽ chiến đấu để phong thần. Nhìn dũng sĩ mạnh mẽ nhất của tộc chiến thần, trong mắt mộ dung nguyên duệ lộ ra chút tự hào. Chiến vô phá, ta muốn cậu phụ trách thần vực canh kim, giúp hơn 40 vạn dũng sĩ canh kim tộc chiến thần ta đạt được những chiến công tối cao. Cậu có sẵn sàng nhận lệnh không? Mà tướng sẵn lòng nhận lệnh, chủ sát canh kim, trong trận chiến này, tộc canh kim sẽ là những thanh kiếm sắc bén trong bóng tối, bất kể là sống hay chết, ta sẽ ở bên mọi người. Nói xong, mộ dung nguyên Duệ rút hạo kỳ canh kim sau lưng ra đưa cho chiến vô pha. Chiến vô phá cầm cờ và quay trở lại thần vực canh kim, cùng với 40 vạn dũng sĩ canh kim đồng thanh hét lên, vì vinh dự của chiến thần bệ hạ, vì thành anh hùng. Sau đó, mộ dung nguyên Duệ rút hạo kỳ ly hỏa ra, hét lớn chiến vô diễm. Có mặt tướng, chiến vô diễm bước về phía trước, chiến vô diễm cao hơn 7 trượng, là người cao nhất trong số các nữ tướng của tộc chiến thần vóc dáng cường tráng không làm cô mất đi vẻ quyến rũ nữ tính mái tóc đỏ đôi mắt đỏ cùng dáng người duyên dáng cô là mỹ nhân đẹp nhất của tộc chiến thần hôm nay chiến vô diễm mặc một bộ váy khải giáp ly hỏa trông có đôi phần giống với chiến thần binh bộ năm xưa của tiên đạo cửu thiên huyền nữ tộc ly hỏa là ngọn lửa chống lại hàn lạnh ta muốn cô phụ trách thần vực ly hỏa đốt cháy ngọn lửa chiến tranh cho tộc chiến thần viết ra một nhạc chương anh hùng bằng máu và lửa cô có sẵn lòng không chiến thần bệ hạ thần sẵn lòng tốt, dù sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên các ngươi. Sau đó, mộ dung nguyên duệ lần lượt trao ba hạo kỳ khác là quý thủy, ớt mộc cùng mậu thổ. Khi ngũ đại dũng sĩ tiên phong đều đã có mặt, sĩ khí của đại quân chiến thần cũng đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Mộ dung nguyên duệ triệu hồi tứ đại phân thần, cùng với bổn tôn bay lên không trung. Phân ra chút thần niệm, hóa thành ánh sáng chiến thần, soi dọi lên người mỗi một tướng sĩ tộc chiến thần. Cô ban sức mạnh và tốc độ cho tộc canh kim, lửa và sự hủy diệt cho tộc ly hỏa sự huy hoàng và sinh cơ cho tộc ất mộc thủy triều và băng xương cho tộc quý thủy sự kiên cường và vững chắc cho tộc mậu thổ năm cánh quân lớn năm loại thần quang sau khi nhận được đầy đủ sự phù hộ của chiến thần mộ dung nguyên duệ rút thanh tử kim pháp kiếm và chỉ về phía trước vốn muốn hét lên vì thành anh hùng nhưng điều tôi buột miệng lại là quỷ thần minh minh tự tư tự lượng giết sau khi hét lên mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó không đúng khóe miệng cô không khỏi vẽ ra một đường cong may mắn thay dũng sĩ tộc chiến thần không cảm thấy có gì bất thường. Cô và tiên đạo đã cắt đứt mối quan hệ nhân quả, nhưng nhân quả giữa cô mà ma đạo sẽ đi theo cô suốt đời. Danh phận ma đạo chủ mẫu không phải tùy tiện trao cho bất kỳ ai, ngay cả Thùy Hỏa cũng không có danh hiệu ma đạo chủ mẫu. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc sau khi Thùy Hỏa niết bàn hết 9 lần thì quên đi tất cả mọi chuyện. Đối mặt với năm đội quân của chiến thần cùng nhau tấn công, phần huyết thống ý chí của thú thần vũ cương mà lạp thần thác bạt liệt mang trong mình hoàn toàn được kích phát. Vốn dĩ ông ta cho rằng cho dù chiến thần trở lại cũng sẽ không có binh lính để dùng, nhưng lại không ngờ rằng chiến thần lại mạnh hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Ngũ phương thần vực, ánh sáng của chiến thần đã trực tiếp khiến 200 vạn dũng sĩ của tộc chiến thần thành năm mũi chiến xa bất khả chiến bại. Vẻ mặt của mục giã càng trở nên nghiêm trọng hơn, ông ta nhớ lại lời cảnh báo của thú khai minh trước khi chết không ai có thể ngăn cản thái cổ chiến thần lên vương tọa thái cổ thần vương. Lúc đầu ông ta còn không tin câu nói này, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của năm đội quân của chiến thần, hiện giờ ông ta đã phần nào tin vào điều đó. Chương 1152, uy danh chiến thần 2. Đạo cầm binh của chiến thần rất hoàn mỹ, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Mục Dã hỏi, dùng lực khắc chế, ta không tin pháp trận của chiến thần thực sự có thể lật ngược tình thế. Đợi lát nữa, huynh cứ toàn lực kiểm soát đại quân thần thú đối kháng với năm nhánh quân của chiến thần, ta sẽ tìm cơ hội tấn công chiến thần. Người có cách giết chết cả. À? Đương nhiên, thác bạt liệt tự tin đáp, sau khi thảo luận, mục thần và lạp thần mỗi người đều toàn lực gia tăng sức mạnh cho thần vực của mình, điều khiển đại quân ngàn vạn thần thú để đối mặt với năm nhánh quân của chiến thần. Đại chiến cuối cùng cũng nổ ra, hai quân gặp nhau, mặt đất xung chuyển, núi non lắc lư, huyết khí sung thiên. Chiến vô phá một mình một ngựa dẫn đầu, kiếm khí kiếm vô phá giạt rào, tấn công vào cánh trái của đại quân thần thú. Đại quân ngàn vạn thần thú được chia thành ba đội quân trái, phải và trung tâm, cánh bên trái là địa quân cho U Huỳnh Hổ Tiên Phong ở giữa là một đội quân hỗn hợp bao gồm các thần sử, thú hộ mệnh của Lạp Thần và Mục Thần, quân bên phải là đội quân thần thú Trúc Chiếu Tiên Phong. Hành tung U Huỳnh Hổ che giấu kỹ lại nhanh nhẹn, tổ tiên đã cảm mộ khí trí âm mà thành thần. Cái gọi là khí trí âm, khi vũ trụ mới ra đời dưới dạng hỗn độn, hỗn độn lại chia thành hai khí, hai luồng khí này cảm ứng rồi phân tích thành khí trí dương và khí trí âm. Sau đó, hai luồng linh cảm này lại sinh ra hai thánh thú hỗn độn là Thái M.U. Huỳnh và Thái Dương Trúc Chiếu. Khi vũ trụ phân chia thì hấp thụ một lượng lớn linh cảm lưỡng nghi, hai con thánh thú mất đi nguồn năng lượng nên không thể duy trì sự tồn tại của bổn tôn nữa, vì thế mà phân hóa thành tiên thiên tứ linh. U Huỳnh hóa thành huyền vũ và bạch hổ, Trúc Chiếu hóa thành chu tước và thanh long, sau này tứ linh được thiên đạo thuần hóa. Khí trí dương và khí trí âm đã biến mất trong nhân gian từ rất lâu, ngay cả trong thái cổ tam giới cũng không còn dấu vết, chỉ có chút ít dấu vết được tìm thấy trong huyết thống của thần thú trong thái cổ thần giới. Dù chỉ là một chút thôi, sức mạnh của nó cũng không thể xem thường được. Bởi vì hai nguồn linh cảm này đều trực tiếp bắt nguồn từ khí hỗn độn, nên chúng chứa đựng sức mạnh thuần ví của lực hỗn độn nguyên sơ. Đáng tiếc là trong thái cổ thần giới lại không có vị thần nào có thể luyện hóa và hấp thụ khí trí dương và khí trí âm mà thần thú vì linh thức còn thấp, chỉ có thể biến nó thành bản năng của thú vật để sửa đổi thể chất, không thể nắm bắt được tinh túy nguồn gốc hỗn độn ẩn chứa trong đó. U Huỳnh Hổ có thể triệu hồi kết giới hắc ám để hộ thể, cấm kỵ ngũ hành thuật pháp, tính cách tàn ác, ưa giết chóc, răng nhanh và móng vuốt không thể phá hủy. Tốc độ di chuyển nhanh như chớp, đặc biệt giỏi đánh lén, là một trong hai ngọn giáo sắc bén nhất trong đội quân thần thú, người còn lại là tiên phong của quân đội bên phải trúc chiếu toan, Tổ tiên của Trúc Chiếu toàn cảm mộ khí trí dương mà thông linh, có thể phun ra ngọn lửa, có thể tạo thành biển lửa sở hữu sức mạnh thiêu dụi vạn vật. Năm đội quân của chiến thần cùng nhau xuất hiện, chiến vô phá tộc canh kim đối mặt với U Huỳnh Hổ, chiến vô diễm tộc quý thủy đối mặt với Trúc Chiếu Toan. Tộc ất mộc cùng chiến vô ngân hỗ trợ từ trên không, tộc ly hỏa và mậu thổ hợp lực để đối phó với quân đội ở giữa, một bên phòng thủ và một bên tấn công. Mặc dù U Huỳnh Hổ rất mạnh, nhưng tộc canh kim của chiến vô phá thậm chí có uy thế sát phạt càng lớn hơn một thân áo giáp thanh đồng chiến vô phá xông vào giữa đại quân u huỳnh hổ ngay lập tức khai mở thế trận với lực lượng áp đảo dưới ánh sáng của chiến thần các dũng sĩ dũng cảm không sợ chết tộc canh kim bộc phát tinh thần chiến đấu cao vút ngay khi đối mặt nhau u huỳnh hổ bị giết đến kêu la rên rỉ không ngừng giả dụ chiến đấu với các thần tộc khác có lẽ u huỳnh hổ còn có thể sử dụng răng nanh vuốt nhọn và tốc độ nhanh như chấp để giành lợi thế nhưng trước những thanh kiếm rắn chắc không thể phá hủy của các dũng sĩ chiến thần sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Các dũng sĩ canh kim vốn đã thiện chiến, áo giáp họ mặc là trang bị bảo vệ và phòng thủ cấp cao nhất trong thần giới. Đó chưa phải là tất cả, điều quan trọng nhất là đại quân 40 vạn dũng sĩ canh kim này đã được mộ dung nguyên duệ phù hộ, sức mạnh và tốc độ của họ đã được tăng lên đến mức độ đáng sợ và chưa từng có. Ánh sáng của chiến thần, thần vực canh kim đã rèn rũa đại quân 40 vạn người này thành một thanh kiếm không thể phá hủy. U huynh hổ bị trấn áp đánh tan tác, sĩ khí xuống thấp, từ thương vô số, trúc chiếu toàn ở bên kia cũng không dễ dàng gì. Ngọn lửa mà chúng phun ra chưa kịp liên kết thành biển lửa đã bị mộ dung nguyên duệ trực tiếp dập tắt bằng sức mạnh của thần vực quý thủy. Sau khi mất đi sức mạnh của lửa, trúc chiếu toàn ngay lập tức rơi vào lưu động của các luồng băng xương cùng thủy triều hàn lạnh khác nhau của dũng sĩ quý thủy. Thủy triều hỗn loạn làm gián đoạn trận pháp, hàn băng đóng băng cơ thể, làm chậm tốc độ. Sau khi nhận các trạng thái tiêu cực khác nhau, trúc chiếu toàn phải đối mặt với một thảm họa diệt thân. Quân đội ở giữa vẫn chiếm thế thượng phong trong tộc chiến thần, tộc mậu thổ chịu trách nhiệm chống lại làn thú chiều hung dữ nhất, còn tộc ly hỏa tạo đốm lửa từ trên trời trút xuống tạo thành biển lửa. Ngay cả với sự phù hộ của hai thần vực là mục thần và lạp thần, đại quân hàng ngàn vạn thần thú vẫn khó tránh khỏi bị năm nhánh quân của chiến thần tấn công trực diện. Điều quan trọng nhất là chiến thần quá gian manh và xảo quyệt, căn bản là không theo chiến thuật thông thường để chiến đấu. Bất cứ khi nào tướng lĩnh dưới quyền chỉ huy gặp khó khăn trong tấn công, phân thần sẽ lập tức tham chiến. Mỗi một phân thần trong tứ đại phân thần đều có thể bộc phát sức mạnh của thần linh cấp trung, căn bản là không thể đỡ đòn được. Đương nhiên, lối đánh này tiêu hao quá nhiều thần niệm của chiến thần, nhưng có vẻ như cô ấy không quan tâm chút nào. Chỉ trong chốc lát, đại quân thần thú đã bị thương vong 200 vạn, là con số này vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Đối mặt với năm nhánh quân của chiến thần đang lấn lướt với tinh thần chiến đấu ngày càng dâng cao, mục thần cảm thấy lạnh trong lòng. Khi thương vong tăng lên đến 500 vạn, nhuệ khí tộc chiến thần cuối cùng cũng giảm đi phần nào, thương vong bắt đầu xuất hiện. Cho dù có chiến vô ngân lãnh đạo đại quân Ất Mộc cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng do chiến cục thay đổi, họ chỉ có thể nhìn những người trong tộc chết một cách bi thảm, bởi vì đây chính là cái giá phải trả cho chiến tranh. Nhìn thấy tình hình này, mộ dung nguyên duệ dốc hết sức khống chế ngũ phương thần vực, không ngần ngại tiêu tốn lượng lớn thần niệm để chiếu dọi ánh sáng chiến thần cho năm nhánh quân. Mà tứ đại phân thần cũng tham gia vào các trận chiến thường xuyên hơn, bảo vệ binh lính dưới trướng và tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh. Cuộc giết chóc vẫn tiếp tục, mặt đất thấm đẫm máu, máu chảy thành biển. Trận chiến kéo dài từ ngày đến đêm, cuối cùng, đội quân thần thú cùng với thần sử của mục thần và lạp thần tổng cộng chỉ còn lại không đến 200 vạn người, mà đại quân tộc chiến thần cũng phải trả giá gần 50 vạn thương vong. Thần niệm chiến thần chẳng còn bao nhiêu, người tính khi nào mới ra tay. Mục thần với diện mạo tàn tả đã trao hy vọng cuối cùng của mình cho lạp thần. Chính là hiện tại, tộc chiến thần cơ bản đã cạn kiệt, hiện giờ tất cả đều nhờ vào ngũ phương thần vực để thoi thóp chống đỡ. Đợi khi ta giết chết chiến thần, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Nói xong, thác bạt liệt bay lên, biến mất không dấu vết trên bầu trời. chương 1153, thần thú vũ cương 1. Tộc chiến thần lần này phái ra 200 vạn đại quân, thương vong 50 vạn căn bản là đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại, đại quân thần thú còn có 200 vạn người, đều là mãnh thú tinh anh, nếu muốn một mẻ bắt gọn, đại quân chiến thần phải trả cái giá rất lớn. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của mộ dung nguyên duệ, nếu muốn bảo toàn thực lực, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để trấn áp đối thủ bằng ánh sáng chiến thần, đồng nghĩa với việc tiêu hao rất nhiều thần niệm của cô. Không chỉ là thần niệm mà ngay cả khí tiên thiên ngũ hành trong hạo kỳ ngũ hành cũng cạn kiệt nhanh chóng, lưỡng khí âm dương bên trong huyền quan cũng ở trạng thái bội chi. Mộ dung nguyên duệ không hề đánh giá thấp đối thủ của mình, chỉ là cô không ngờ chiến tranh lại tàn khốc như vậy. Mục thần một mực muốn phục thù, đại quân 5 vạn thần sử cùng 5 vạn thần thú dưới trướng không quản sống chết đối kháng với đại quân chiến thần, mà bản thân ông ta cũng đốt cháy thần hồn của bản thân hóa thành cơn cuồng nộ hoang dã và lực thần vực nhằm gia tăng sức mạnh cho đại quân thần thú. Chiêu thức phục hồi giã tính của lạp thần càng áp chế bản năng nguyên thủy của đại quân thần thú, khiến họ quên đi nỗi sợ chết đi và phóng thích sát ý hung bạo, tàn ác để tấn công năm nhánh quân của chiến thần. Khắp người của chiến vô phá dính đầy máu, bộ trọng khải thanh đồng trên người cũng đã bị tàn phá, sau khi thanh kiếm vô phá chém nứt không biết bao nhiêu răng nanh và móng vuốt của vô số mãnh thú, thanh kiếm đã bị hư hại, chỉ còn lại một nửa tàn kiếm. Chiến vô diễm cũng dùng cạn khí ly hỏa, bổn tôn đang cầm kiếm hỏa diễm đấu tay đôi với các thần thú, do sức mạnh của ngọn lửa gây ra thương vong khá lớn cho đại quân thần thú, sau khi mất đi sức mạnh của ngọn lửa, đại quân ly hỏa bị đại quân thần thú điên cuồng trả thù, tử thương cực kỳ thảm hại. Trước tình hình đó, Mộ Dung Nguyên Duệ không còn cách nào khác phải hợp nhất hai thần vực thủy, hỏa với nhau, sử dụng đạo quý thủy để làm suy yếu lực chiến của quân đoàn thần thú, đồng thời, đại quân hai tộc hợp lực để đối phó tác động của các thần thú. Lưới kiếm sắc bén chém xuyên bóng tối của canh kim dần mở đi, lá chắn bảo vệ của mậu thổ cũng bắt đầu nứt gãy. Đại quân thần thú vẫn đang ngoan cố chống cự, nếu không phải phân thần của mộ dung nguyên duệ liên tục ra sức trấn áp sĩ khí của đại quân thần thú, bảo vệ tộc chiến thần, đại quân thần thú có thể lật ngược tình thế trận chiến bất cứ lúc nào. Tình hình chiến đấu đang bế tắc, cả hai bên đều đang cố gắng hết sức. Lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ đã sử dụng hết quân bài chủ lực của mình, nhưng đại quân thần thú vẫn còn át chủ bài lớn nhất vẫn chưa xuất hiện. Sau khi lạp thần thác bạt liệt trốn vào hư không thì không có động tính gì nữa, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không dám lơ là, một bên vừa điều khiển phân thần của mình để chấn áp đại quân thần thú, một bên vừa phải tập trung đề phòng chiêu đột kích chí mạng của thác bạt liệt. Trong tình trạng như vậy, tốc độ tổn thất thần niệm tăng lên rất nhiều. Chẳng bao lâu, thần niệm của cô đã không còn đủ để duy trì sự tồn tại của phân thần thứ đầu tiên bị phá vỡ là phân thần canh kim của cô, ầm một tiếng, phân thần canh kim biến thành khí canh kim và tan vỡ. Sự vỡ vụn của phân thần canh kim cũng ảnh hưởng đến thần vực canh kim của mộ dung nguyên duệ, hiệu quả phước lành của chiến thần mà các dũng sĩ canh kim được hưởng đã giảm đi rất nhiều. Sau khi mất đi sự chấn áp thần niệm của phân thần canh kim, sĩ khí của quân đoàn thần thú lập tức phục hồi, từ đó đảo ngược chấn áp quân đoàn canh kim đang đơn độc cố thủ, tình hình chiến đấu trở nên tàn khốc hơn, quân đoàn canh kim bắt đầu chịu thiệt hại trên diện rộng. Trong tình huống này, quân đoàn Ất Mộc vội vàng hỗ trợ từ trên không, đồng thời sử dụng khí trọng hoa để chữa lành vết thương cho các dũng sĩ canh kim và bắn một cơn mưa mũi tên Ất Mộc để làm chậm cuộc tấn công của đại quân thần thú. Sự dịch chuyển trọng tâm của quân Ất Mộc đã khiến áp lực lên quân trung tâm của tộc Chiến Thần tăng gấp đôi, Chiến Vô Thương đốt cháy thần hồn để hứng chịu áp lực, nhưng chiếc khiên vàng dòng mậu thổ trong tay đã vỡ tan sau khi hấp thụ quá nhiều đòn tấn công. Chiếc khiên vỡ tan ngay lập tức khiến Chiến Vô Thương chịu thương tổn nặng nề chiến lực của chiến vô thương không mạnh, chủ yếu dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ, mất đi lá chắn tinh kim mậu thổ, sự sống chết của chiến vô thương bị uy hiếp nghiêm trọng, đồng thời toàn bộ quân đoàn mậu thổ cũng đang gặp phải nguy cơ cực lớn. Không giống như bốn thần vực khác, thần vực mậu thổ không có phân thần tỏa chấn, bởi vì khí mậu thổ được điều khiển bởi bồn tôn mộ dung nguyên duệ. Nhận thấy quân đoàn mậu thổ đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, mộ dung nguyên duệ tập trung thần niệm mạnh mẽ truyền đến hạo kỳ mậu thổ trong tay chiến vô thương. Hạo Kim Mậu Thổ lờ mờ có được sự gia tăng thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ, ngay lập tức bùng phát kim quang hủy diệt, sau đó hiện ra một bức tường vô hình trước mặt quân đoàn Mậu Thổ, tạm thời ngăn chặn tác động của đại quân thần thú. Mặc dù bức tường thành này đã giải thoát quân đoàn Mậu Thổ khỏi cơn khủng hoảng, nhưng do sự tiêu hao thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ quá lớn, nó trực tiếp khiến phân thần ly hỏa và quý thủy đồng thời bị phá vỡ. Chỉ còn lại phân thần ất mộc vẫn đang cố gắng cầm cự sau khi tiêu hao lượng khí ất mộc khổng lồ, phân thần ất mộc cuối cùng đã bị vỡ tan. Lúc này, bốn phân thần của mộ dung nguyên duệ đều đã bị vỡ vụn, ngũ phương thần vực cũng kể cận bờ vực sụp đổ. chương 1154, thần thú vũ cương 2. May thay, khi mỗi phân thần vỡ nát, cũng sẽ truyền khí tiên thiên ngũ hành thuần phí của năm nguyên tố cho năm nhánh đại quân tộc chiến thần miễn cưỡng khôi phục được phần nào hiệu ứng ban phước của chiến thần đã bị mất do sự đổ vỡ của phân thần tình hình chiến đấu vẫn đang bế tắc đại quân thần thú và năm nhánh quân của chiến thần tranh đấu kịch liệt. Mộ Dung Nguyên Duệ không nỡ để thương vong của năm nhánh quân tiếp tục gia tăng, nên đã rời mắt đến mục thần phía sau quân đội ở giữa. Lúc này, Lạp Thần trốn vào hư không không dấu vết, đại quân thần thú đều do mục thần điều khiển, nếu có thể giết Lạp Thần, năm quân của chiến thần có thể ngay lập tức ấn định chiến thắng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nguyên Duệ rút pháp kiếm tử kim ra. Thân là tiên đạo tổ sư, nên Mộ Dung Nguyên Duệ đương nhiên tu luyện đạo thái cổ thần kiếm mặc dù nguồn sức mạnh chiến đấu của cô chủ yếu không đến từ kiếm đạo nhưng thành tích về thần kiếm của cô đã đạt đến đại thành viên mãn vào lúc đó mộ dung nguyên duệ đã chuyển toàn bộ khí âm dương trong cơ thể thành kiếm ý một kiếm chém về mục thần thần kiếm miểu miểu vu vô thanh sứ thính kinh lôi khí âm dương trong cơ thể mộ dung nguyên duệ rất mạnh mẽ khí thế của nhát kiếm này không phải dạng vừa mạnh đến mức bộc phát huy lực hủy diệt trời đất kiếm khí còn chưa đến mục thần đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết Thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ còn lại không nhiều, thần niệm của Mục Thần cũng cạn kiệt gần hết trong trận chiến sinh tử này. Đối mặt với nhát kiếm tất sát của Mộ Dung Nguyên Duệ, lý trí của Mục Thần cuối cùng đã đánh bại cơn thịnh nộ phục thù, không còn tâm tư nào phân ra thần niệm điều khiển đại quân, thậm chí thần vực cuồng nộ cũng bị ông ta thu về, để toàn lực chống lại nhát kiếm Mộ Dung Nguyên Duệ. Kiếm vừa chém ra, kiếm khí bùng nổ vang đội, kèm theo một tiếng thét chói tai, Mục Thần bị kiếm khí bùng nổ làm thương nặng, toàn thân đẫm máu, không biết còn sống hay đã chết đợi sau khi cơn xung kích do kiếm khí bùng nổ gây ra lắng xuống mục thần cắn răng nghiến lợi đứng dậy từ mặt đất nhìn mộ dung nguyên duệ trên bầu trời khóe môi kéo lên nụ cười tàn nhẫn bốn phân thần tan vỡ khí âm dương cạn kiệt chiến lực lúc này của mộ dung nguyên duệ đã bị tiêu hao nghiêm trọng mặc dù vết thương nghiêm trọng của mục thần khiến đại quân thần thú không còn khả năng chống chọi với cuộc tấn công của năm nhánh quân chiến thần nhưng chỉ cần lạp thần có thể một đòn giết chết chiến thần vậy thì cục diện trận chiến sẽ đảo ngược và mọi sự hy sinh đều đáng giá Lạp thần đã ẩn náu trong hư không rất lâu, sau khi chiến thần dùng toàn lực để giết mục thần, cuối cùng ông ta đã xác định được khuyết điểm trong thần hồn của mộ dung nguyên duệ. Sở dĩ ông ta trần trừ là vì đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Đạo chiến thần đã cho mộ dung nguyên duệ một thân thể gần như bất tử, chỉ cần còn sót lại một tia phân thần, cô sẽ không chết. Sau khi phân thần của mộ dung nguyên duệ bị tan nát hết cả, thác bạt liệt vẫn không có động tĩnh gì. Bởi vì ông ta lo lắng sau khi giết chết nhục thân của mộ dung nguyên duệ thì không thể ngăn cản thần hồn trốn thoát. Trong trận chiến này, ông ta đã phải trả giá gần như toàn bộ quân đội của mình, chỉ có tiêu diệt thần hồn của thái cổ chiến thần thì ông ta mới có thể giải cơn hận thù. Lúc này, lạp thần đã thành công khóa chặt sơ hở trong thần hồn của mộ dung nguyên duệ, nhảy ra khỏi hư không, cầm nỏ liệp hộ tinh tỏa, gắn một mũi tên bách thú liệt hồn, bạo phát lực hỗn độn nguyên sơ bắn tên về mộ dung nguyên duệ. Lực hỗn độn nguyên sơ của thác bạt liệt có liên quan đến tốc độ của ông ta, cho nên mũi tên này có tốc độ khó tránh khỏi, cho dù thái cổ nguyệt thần đích thân ra tay, cũng khó mà thắng tốc độ của thác bạt liệt. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, lòng mộ dung nguyên duệ đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn chầm chầm về hướng mũi tên bay tới. Nỏ liệp hộ tinh tọa là một trong 10 thần khí của thái cổ thần giới. Sau khi thiên đạo thanh trừng thần giới, tất cả thần khí của thái cổ thần giới đều bị phá hủy, Mộ Dung Nguyên Duệ không ngờ rằng Lạp Thần vẫn còn giữ nỏ liệp hộ tinh tỏa trong tay. Đây là một trong những sai lầm chết người nhất mà cô mắc phải, một sai lầm khác chính là cô không biết rằng Lạp Thần mang trong mình huyết mạch truyền thừa của Thái Cổ Thú Thần, Vũ Cương. Đối mặt với mũi tên liệt hồn của Thác Bạt Liệt, Mộ Dung Nguyên Duệ biết một mình mình không bao giờ có thể chống lại được, nên trực tiếp rút lui về ngũ phương thần vực, đồng thời triệu hồi ngũ phương hạo kỳ để chống đỡ. Sau khi mục thần bị tổn hại nghiêm trọng, năm nhánh quân của chiến thần một lần nữa mạnh mẽ đè bẹp đại quân thần thú, chiến thắng đã được ấn định, cho dù mất đi ngũ phương thần vực của mộ dung nguyên duệ cũng không ảnh hưởng gì đến chiến cục. Tiên thiên canh kim, bảo vệ thân thể ta, mậu thổ có linh, bảo vệ chân thân ta, hạo kỳ canh kim xuất hiện đầu tiên, bị mũi tên liệt hồn xuyên thẳng qua. Hạo kỳ mậu thổ cờ chủ động ngăn chặn, nhưng cũng bị phá hủy. Sau đó, lần lượt ba hạo kỳ quý thủy, ly hỏa và ứt mộc cũng bị xuyên thủng May mắn thay, sau khi phá hủy cờ tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên duệ sức mạnh hủy diệt của mũi tên bách thú liệt hồn của lạp thần cũng bị mất đi hoàn toàn mộ dung nguyên duệ duỗi ra hai ngón tay ngọc trắng như tuyết nhẹ nhàng cầm lấy tên bách thú liệt hồn nhìn lạp thần nói lạp thần người đột kích thất bại rồi chiến thần người thất bại là ngươi tiếp theo đây hãy run rẩy trước sức mạnh của thú thần vũ cương đi sau khi nói xong lạp thần gầm lên và bắt đầu hiện thành thân thú ngay sau vận mệnh của thái cổ lôi thần Thú thần Vũ Cương đã tái sinh trong cơ thể của Thác Bạt Liệt. Chương 1155, U Huỳnh Trúc Chiếu 1. Thú thần Vũ Cương là chủ thần của thần thú thái cổ thần giới. Theo truyền thuyết, thú thần Vũ Cương và Thái Cổ Lôi Thần được sinh ra cùng một lúc. Một người được gọi là cha của chúng thần, còn người kia được gọi là tổ tiên của muôn loài. Trong thái cổ thần giới nguyên thủy, thần thú và thần tộc giành tài nguyên với nhau, chiến tranh không ngừng nghỉ phải đến trận quyết chiến giữa thái cổ lôi thần và vũ cương để xác định người chiến thắng thì cuộc tranh chấp mới kết thúc sau khi thua thái cổ lôi thần vũ cương biến mất khỏi ánh mắt mà thần thú sau trận này cũng rút lui về vùng đất lạnh lẽo phía bắc trong thời kỳ hoàng kim của thú thần vũ cương ngoại trừ thái cổ lôi thần ra chư thần không ai có thể sánh ngang với ông ta sau khi vũ cương bị thái cổ lôi thần đánh bại đã biến mất rất lâu sau đó nghe đồn ông ta bị lôi thần đánh trọng thương đến thần hồn trên thực tế thì không phải như vậy Thái Cổ Lôi Thần có sức mạnh khai thiên lập địa, Vũ Cương biết rằng mình sẽ không bao giờ là đối thủ của ông ta. Vì vậy, chỉ cần Lôi Thần còn nắm giữ thần giới, Vũ Cương sẽ không bao giờ có cơ hội thống trị thái cổ thần giới. Lôi Thần có giới hạn thọ mệnh, điều mà Vũ Cương phải chờ đợi chính là ngày Lôi Thần nằm xuống. Thật không may, khi Vũ Cương cuối cùng đợi được đến khi thọ nguyên của Thái Cổ Lôi Thần cạn kiệt, thì Thái Cổ Chiến Thần đã quét sạch chúng thần bằng đạo chiến thần hoàn chỉnh của mình và trở thành bá chủ của thái cổ thần giới căn cứ của chiến thần ở phía bắc, nếu Vũ Cương muốn dẫn dắt tộc thú từ phương bắc đánh tới, ông ta buộc phải chiến đấu một trận cam go với Thái Cổ Chiến Thần. Trận chiến nổ ra đúng như dự kiến, trong trận chiến này, vị chiến thần Thái Cổ đã bộc lộ nghệ thuật chiến tranh siêu phàm của mình, chỉ bằng tộc chiến thần đã đánh bại đại quân thần thú do Vũ Cương chỉ huy. Còn bản thân Vũ Cương thì bị Thái Cổ Chiến Thần dùng trận Tiên Thiên Ngũ Hành trận nhốt trong 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, đợi khi Vũ Cương phá trận thoát ra, đại quân thần thú của ông ta đã bị tan thành từng mảnh. Sau trận chiến này, Vũ Cương đã chán nản và trở về chỗ hàn lạnh bốt giá ở phương Bắc xa xôi. Điều thực sự khiến ông ta từ bỏ việc tranh giành quyền bá chủ trong thần giới là vì thần giới sau đó đã bước vào thời đại vinh quang của chư thần. Thái cổ chiến thần, thái cổ nguyệt thần, thái cổ phong thần, thần thái dương, thần quang minh, thần phục thù và thần tự nhiên đều trỗi dậy, tỏa sáng chói lóa. Ngược lại, sau khi các thần thú bị chư thần đàn áp, khí số của chúng ngày càng suy yếu và không thể tranh đấu với chư thần được nữa. Mặc dù Vũ Cương đã chết tâm nhưng trong lòng vẫn luôn chôn vùi cảm giác oán hận. Sau này thiên đạo xuất thế, Thái Cổ Kiếm vực quét khắp toàn bộ thần giới, giết chết sinh linh vạn vật. Chư thần thái cổ mạnh mẽ như Thái Cổ Kiếm thần cũng bị thiên đạo cưỡng chế tiêu diệt. Chỉ có Vũ Cương thoát được vì ông ta đã trốn dưới lòng đất. Trong những năm tháng dài vô tận, Vũ Cương cũng đã tiêu hao cạn kiệt tuổi thọ, cuối cùng không thể chờ đợi sự hồi sinh lần thứ hai của thần giới. Bởi vì trong lòng luôn có một mối oán hận chôn giấu nên ý chí tàn hồn của Vũ Cương không hề tiêu tan sau khi chết đi, mà vẫn lang thang ở lịch phong hạp cốc phía Bắc. Cho đến sau này, mẹ của lôi thần vô tình đi vào vào lịch phong hạp cốc và được tàn hồn của Vũ Cương chọn chúng, thông qua phương thức sinh sản cảm ứng mà để lại truyền thừa. Thay vì nói thác bạt liệt trong cơ thể đang chảy dòng máu Vũ Cương, thì nên nói rằng bản thân ông ta là người kế thừa ý chí của thú thần Vũ Cương. Vào thời khắc quý giá nhất, ý chí của Vũ Cương và thần tính của Lạp Thần đã được dung hợp hoàn hảo, khiến chiến lực của Thác Bạt Liệt trực tiếp đứng ở hàng đỉnh cao của Thái Cổ Thần Giới. Thú thân của Vũ Cương thành hình, thần uy vô tận từ trên trời dọi xuống. Đây là một mảnh thú Thái Cổ khổng lồ, còn lớn hơn cả con oán khí cự long trong quy khư. Phần lớn thân thể đều ẩn trong hư không, chỉ lộ ra một đầu thú hung tợn. Hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, khiến người ta phải dùng mình. Cái miệng đẫm máu khổng lồ, đóng mở như một hố đen nuốt chửng mọi thứ. Hàm dưới có 9 xúc tu, mỗi xúc tu có hình rồng trên đầu có sừng, xuyên thủng bầu trời. Khi vũ cương xuất hiện, nhuệ khí của đại quân thần thú trên mặt đất lập tức tăng vọt, bản chất thú tính bộc phát mạnh mẽ. Cùng với tiếng gầm của thú thân của vũ cương, thổi dậy cơn gió thanh tưởi, khiến toàn thân các súng sĩ của tộc chiến thần cảm thấy ớn lạnh. Trận chiến vốn đã giành được thắng lợi giờ lại bị đảo ngược tình thế. Sự chúc phúc của thú thần ban tặng vinh quang và lòng dũng cảm vô tận cho đại quân thần thú nó không chỉ giải phóng chúng khỏi khủng hoảng sinh tử mà còn mang lại cho họ sức mạnh để đánh bại cường địch. Triệu hồi ý chí tàn hồn của thú thần Vũ Cương là con át chủ bài mạnh nhất của Thác Bạt Liệt, nếu không phải chiến thần của hôm nay quá mạnh mẽ, ông ta sẽ không bao giờ sử dụng con át chủ bài này khi chỉ mới bắt đầu cuộc chiến chư thần. Giờ đây, thú thần của Vũ Cương đã xuất hiện đồng nghĩa với sự hủy diệt của tộc chiến thần sắp xảy ra. Trên không trung nhìn thù thân Vũ Cương thú của Thác Bạt Liệt, vẻ mặt mộ dung nguyên âm trầm như nước, trong lòng càng lạnh lẽo hơn. Chương 1156, U Huỳnh trúc chiếu hai. Mặc dù cô có thể dựa vào đạo chiến thần để đoán trước kẻ thù, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lạp thần còn có thủ đoạn như vậy. Nếu như ở trạng thái tốt nhất của cô, dựa vào tứ đại phân thần và đạo chiến thần để điều khiển trận tiên thiên ngũ hành thì vẫn có thể đối phó Vũ Cương, thậm chí còn tìm được cơ hội chiến thắng, bởi vì thú thân do Thác Bạt Liệt hóa thành cũng không phải đến từ bản thân Vũ Cương, sức mạnh quá khác biệt. Nhưng bây giờ, thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ đã cạn kiệt phân thần đều bị phá vỡ, ngay cả khí âm dương ở huyền quan cũng cạn đáy vì nhát kiếm vừa chém về mục thần. Sau khi mang thai, hai khí âm dương của mộ dung nguyên duệ gần như vô tận. tuy nhiên trong trận chiến này cô đã sử dụng quá thường xuyên nên lượng cung luôn trong trạng thái ít hơn nhiều so với lượng mất đi. Tộc chiến thần đang gặp phải họa diệt thân, mộ dung nguyên duệ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả nặng nề, bởi vì mục tiêu săn đón chính của lạp thần là cô. Không đợi mộ dung nguyên duệ triệu hồi, dũng sĩ năm tộc lần lượt bay lên không trung, hình thành trận tiên thiên ngũ hành bên cạnh mộ dung nguyên duệ. Các ngươi đi xuống, mộ dung nguyên duệ nói, chiến thần bệ hạ chiến vô diễm chưa kịp nói hết câu đã bị mộ dung nguyên duệ cắt ngang. Thú thần vũ cương không phải là thứ các ngươi có thể chống lại được, tuân theo mệnh lệnh của ta, quay trở lại vị trí ban đầu, dùng toàn lực tiêu diệt đại quân thần thú. Mộ dung nguyên duệ trầm giọng nói, dũng sĩ năm tộc không còn cách nào khác, đành phải trở về vị trí ban đầu, tiếp tục lãnh đạo đại quân tộc chiến thần đối đầu với đại quân thần thú. Thác Bạt Liệt hóa thành thú thân Vũ Cương cũng không vội vàng tấn công, dùng đôi mắt to đầy giễu cợt nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ. Sao còn chưa ra tay? Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng hỏi, tộc chiến thần kết cục đã định, ta không gấp. Thác Bạt Liệt đáp, ngươi không ra tay là bởi vì ngươi không thể hoàn toàn khống chế được ý chí thủ thần. Nếu ta đoán không sai, ngươi ngay cả thú thân hoàn chỉnh của Vũ Cương cũng không cách nào triệu hồi được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, há có chuyện này, cho dù không có thú thân hoàn chỉnh, ta vẫn có thể giết chết ngươi, Sở dĩ ta không muốn nhanh động thủ, là vì ta muốn người tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của tộc chiến thần. Mộ Dung Nguyên Duệ im lặng không đáp lại, bởi vì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại của tộc chiến thần. Nếu không phải cô vội vàng điều động quân đội một cách vội vàng, thì tộc chiến thần đã có rất nhiều cơ hội để từ từ trỗi dậy. Nhưng cô quá nóng nảy, từ bỏ chiến thuật, trực tiếp tỉ thí lực chiến với đối thủ. Sai lầm lớn nhất của cô là đã đánh giá thấp lực chiến lạp thần thác bạt liệt. Không chỉ cô, mà toàn bộ thái cổ thần giới đều đánh giá thấp lạp thần nhưng mà lại chỉ có một mình mộ dung nguyên duệ chịu trách nhiệm quân đoàn thần thú của các ngươi cũng bị thương vong nặng nề cho dù có đánh bại ta các ngươi cũng không có cơ hội tranh giành vị trí thái cổ thần vương nữa mộ dung nguyên duệ nói chiến thần ngươi sai rồi sự hy sinh của tộc chiến thần sẽ chỉ khiến tội lỗi của ngươi thêm phần nặng nề hơn nhưng máu tươi của thần thú cũng không phải là vô giá trị nói xong thác bạt liệt lại gầm lên thế giới thay đổi Ý chí vong hồn của thần thú bị giết bởi các dũng sĩ tộc chiến thần, toàn bộ đều tràn về thú thân của Vũ Cương. Cái miệng giống như lỗ đen điên cuồng nuốt chửng ý chí vong hồn của thần thú, sau đó phần thú thân Vũ Vương ẩn mình trong hư không bắt đầu lộ ra từng chút một. Trong lòng Mộ Dung Nguyên rủa càng ngày càng cay đắng, lúc này cô mới nhận ra, hành vi hôm nay của mình thật sự là ngu xuẩn. Lạp Thần đã lên kế hoạch cho mọi thứ, ngay cả đại quân hàng ngàn vạn thú thần dưới trướng chỉ huy cũng nằm trong kế hoạch của ông. Chỉ cần có thể triệu hồi ra toàn bộ thú thân của Vũ Cương, Thác Bạt Liệt sẽ có chiến lực có thể nghiền nát chư thần ngay cả khi không còn binh lính để sử dụng. Cho dù Lữ Thuần Dương có trở lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Thất bại luôn có cái giá phải trả, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ không sẵn lòng chấp nhận. Tộc chiến thần sẽ chết vì cô, mà đôi trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành vật hy sinh vì sai lầm của cô. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nguyên Duệ từ khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt. Những đứa trẻ trong bụng cô dường như cảm nhận được nỗi buồn bắt đầu rộn ràng. Lúc đầu, mộ dung nguyên rể tưởng đó chỉ là chuyển động bình thường của thai nhi, nhưng dần dần cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường. Khi đứa trẻ trong bụng cô thường xuyên chuyển động, bên trong huyền quan bắt đầu xuất hiện hai hình ảnh thần bí, một đen một trắng. Cái màu đen giống như nguyệt thực, đen như mực, còn cái màu trắng giống như mặt trời, ngọn lửa rực cháy. Cảm nhận được sự thay đổi ở huyền quan, mộ dung nguyên Duệ ngộ ra điều gì đó và mở huyệt thần đình. Ngay khi huyệt thần đình được mở ra, hai nguồn năng lượng dâng trào từ thế giới bên ngoài đã tràn vào huyền quan của cô. Trong trận chiến này, vô số U Huỳnh Hổ và Trúc Chiếu Toàn đã chết, khí trí âm và khí trí dương trong huyết mạch của chúng đều tràn vào huyền quan của mộ dung nguyên duệ. Khí trí âm và khí trí dương được chuyển hóa bởi từ linh cảm lưỡng nghi, trong một thời gian ngắn, bên trong huyền quan của mộ dung nguyên duệ xuất hiện sự thay đổi long trời lở đất. Tục ngữ có câu, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất chắc vị chi thần. Với sự kết hợp linh cảm lưỡng nghi, huyền quan của mộ dung nguyên duệ từ trong không khí đã sinh ra lượng khí tiên thiên ngũ hành vô tận đầy ắp toàn bộ huyền quan chương 1157, con mắt thứ ba một chính trong lúc thác bạt liệt đang điên cuồng nuốt chừng ý chí vong hồn của thần thú triệu hoán thú thể của thú thần vũ cương từ trong không trung tại huyền quan của mộ dung nguyên duệ đã diễn ra những biến hóa kinh thiên động địa khí tiên thiên ngũ hành minh mông vô tận tràn ngập khắp tòa huyền quan không chỉ như vậy thần niệm của mộ dung nguyên duệ nhờ hai cỗ linh cảm giao hòa với nhau mà nhanh chóng hồi phục vượt xa trước đây thần niệm dồi dào sinh cơ vô tận âm dương hai khí dồi dào bao bọc toàn thân tất cả những biến hóa này đều đến từ hai bức đồ án thần bí trong huyền quan thái dương u huỳnh và thái dương trúc chiếu tới khi huyền quan yên tĩnh trở lại u huỳnh và trúc chiếu đồng thời từ trong đó bay ra hội tụ trên huyệt thần đình của mộ dung nguyên duệ sau đó che kín huyệt này sau khi lấy lại sức chiến đấu thần uy của mộ dung nguyên duệ một lần nữa lại bừng bừng chỉ liếc thác bạt liệt vẫn đang miệt mài triệu hoán thần thú vũ khương một cái sau đó lập tức rót xuống hào quang chiến thần để che chở cho các dũng sĩ của tộc mình trong lúc huyền quan của cô xảy ra biến hóa kịch liệt dũng sĩ tộc chiến thần đã tử thương nghiêm trọng 200 vạn dũng sĩ ban đầu giờ đây chỉ còn sót lại chưa tới trăm vạn chiến vô phá trọng thương hôn mê bất tỉnh sinh tử chưa rõ chiến vô thương toàn thân đẫm máu sinh cơ tiêu hao cùng kiệt chiến vô ngân đã bắt đầu thiêu đốt thần hồn để chiến đấu mà đại quân thần thú phía đối diện dưới sự chúc phúc của thú thần đã bộc phát bản năng thú tính nguyên thủy nhất, chiến lực không ngừng tăng lên. Sau khi rót xuống hào quang chiến thần, mộ dung nguyên duệ liền triệu hoán tứ đại phân thần, một lần nữa mở ra ngũ phương thần vực. Năm đội quân chiến thần vốn đã mệt mỏi cùng cực, cạn kiệt ý chí chiến đấu, dưới một loại hành động của mộ dung nguyên duệ liền một lần nữa bạo phát chiến ý chọc trời, điên cuồng giết trả. Cô yêu quý trân trọng các chiến sĩ của tộc chiến thần, Ý niệm đầu tiên sau khi hồi phục sức mạnh là bảo vệ bọn họ chứ không phải ngăn chặn thác bạc liệt tiếp tục cắn nuốt ý chí vong hồn nhằm triệu hoán thú thân của thú thần Vũ Cương. Dưới sức ép từ phân thần của mộ dung nguyên duệ, sĩ khí của đại quân thần thú cũng bắt đầu suy giảm, mà lúc này đây thác bạc liệt còn đang bận cắn nuốt ý chí vong hồn của thần thú, không rảnh để chiếu cố đám thuộc hạ dưới chướng mình. Quan trọng nhất là, ông ta cần sự hy sinh của đại quân thần thú. Để triệu hồi thú thân Vũ Cương hoàn chỉnh, ý chí vong hồn trước mắt hãy còn chưa đủ. Mục thần vốn dĩ đã trọng thương, lui về phía sau đại quân thần thú, ngơ ngác nhìn về phía thú thân vũ cương trên không trung, trong lòng phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Ông ta đương nhiên biết rõ những tính toán trong lòng thác bạt liệt, thế nhưng lại chẳng cách nào ngăn cản. Chờ mắt nhìn thần thú từng con từng con một chết thảm, trái tim mục thần đang nhỏ máu. Lúc này đây trong lòng ông ta chẳng còn chút tức giận muốn báo thù nào nữa, chỉ sót lại sự hối hận vô tận nếu như ban đầu ông ta từ chối lời thỉnh cầu liên minh của lạp thần thì giờ đây cũng không đến nỗi khiến cho biết bao thuộc hạ dưới trướng và đại quân thần thú nuôi dưỡng đã bao năm phải trôn thây tại nơi này mục thần vốn là kẻ nhân từ chỉ là bị thù hận che mất trái tim hiện giờ ông ta đã thanh tỉnh không muốn tiếp tục lưu lại nơi này để đối mặt với sinh tử thảm đạm trong lòng ủ ê chuẩn bị rời đi thế nhưng có những sự lựa chọn tất phải trả giá có một số con đường luôn trải đầy máu chính trong lúc mục thần vô thanh vô tức chuẩn bị rời đi một đạo kiếm khí liền khóa chặt lấy thần hồn của ông ta. Thần kiếm mịt mù, trong tĩnh mịch vang lên một tiếng sấm rền chấp giật. Cùng với tiếng động ầm ầm dung chuyển ấy, thần minh đầu tiên chết trong trận chiến chư thần đã xuất hiện. Mục thần vẫn lạc, mục thần chết đi, sự đau thương của thần từ nơi hoang dã nhanh chóng lan tràn khắp nơi, thần minh trong khắp thái cổ thần giới đều có thể cảm nhận được. Chư thần đều chấn kinh trước sức mạnh to lớn của thái cổ chiến thần, đồng thời càng thêm chú ý tới trận chiến tiếp theo giữa chiến thần và lạp thần chúng thần tâm tình phức tạp, một mặt bọn họ mong muốn thác bạt liệt có thể triệu hoán thú thân vũ cương hoàn chỉnh, đánh bại chiến thần, một mặt lại lo lắng lạp thần quá mức lớn mạnh, tương lai sẽ không ai có thể kiềm chế được ông ta. Vì thế trận chiến này bọn họ không muốn nhìn thấy kẻ thắng cuộc, thứ mà họ muốn nhìn là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên cũng không phải thần minh nào cũng mang tư thái khoanh tay đứng nhìn. Thần Thái Dương và thần Quang Minh từ trên thiên cực cao xa vời vợi hiện thân, nữ thần phục thù, nữ thần tự nhiên, nữ thần băng tuyết, hải thần và các thượng thần đối với trận chiến này đều mang theo ý đồ vô cùng ghê gớm. Cho dù chư thần chưa đạt được thỏa thuận nào, thế nhưng có thể chắc chắn rằng, một khi tình huống lưỡng bại câu thương xảy ra, chư thần sẽ không hề do dự mà ra tay ngay lập tức. Cái chết của mục thần đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp đại quân thần thú, binh bại như núi đổ. chương 1158, con mắt thứ ba, hai. Tới khi con cuối cùng kêu lên một tiếng bi thống không cam tâm rồi ngã xuống, đại quân thần thú hàng triệu con đã bị chiến thần tiêu diệt hoàn toàn. Mà thác bạt liệt cũng trong một khắc cuối cùng ấy, dựa vào việc cắn nuốt ý chí vong hồn của đại quân hàng triệu thần thú đã thành công triệu hoán thú thân hoàn chỉnh của vũ cương từ trong không trung. Thú thần vũ cương hiện thân, uy áp thần niệm bao trùm khắp thiên không bắc phương. Các vị chư thần vốn dĩ muốn quan sát trận chiến từ trên thiên cực lúc này đây không thể không tránh né nguy hiểm, vội vàng rút lui khỏi thiên cực bắc phương. Từ khi thái cổ thần giới quay lại tới giờ chưa từng có thần minh nào có được uy áp thần niệm mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cho chư thần ủ rũ vô cùng, kỳ vọng của bọn họ đối với thái cổ chiến thần cũng rất xuống điểm cuối. Không người nào có thể đánh bại thú thần Vũ Cương, nữ thần tự nhiên tự mình lầm nhầm, thác bạt liệt chỉ triệu hoán được thú thể của Vũ Cương chứ không phải bản tôn của nó. Đồng minh của nữ thần tự nhiên hải thần cất lời dù là như vậy ta cũng không thể nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng giành chiến thắng nào của vị chiến thần mới tấn thăng này thú thân của vũ cương quá mức khủng bố rồi đúng vậy quả là quá mức khủng bố thiên cực trên cao bắc phương thần thái dương và thần quang minh kể vai sát cánh bên nhau chiến thần không có cơ hội thần quang minh nói chưa chắc đã như vậy ngài đừng quên thái cổ chiến thần đã từng đánh bại vũ cương thần thái dương nói lẽ nào ngài cho rằng chiến thần bây giờ có thể sánh với vị thần vương trước đây thần quang minh hỏi Thần Thái Dương im lặng không nói, trầm mặc một lúc liền cất lời, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chiến thần tất nhiên không phải đối thủ của hắn, thế nhưng Tiên Thiên Ngũ Hành trận của cô ấy nhất định có thể khống chế thú thân của Vũ Cương trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, nếu như thần minh liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt được Thác Bạt Liệt. Thần Quang Minh nói, cứ coi như không có biến số là Thác Bạt Liệt, bản thân chiến thần này cũng là một mối đe dọa lớn. Có thể dựa vào 200 vạn đại quân tộc chiến thần tiêu diệt hàng triệu đại quân thần thú điều này đã đủ để chứng minh sức mạnh của chiến thần chi đạo. Vậy nên, lạp thần phải chết, chiến thần cũng không nên tiếp tục tồn tại nữa. Ta hiểu rồi, trong lòng chư thần đều có tính toán, trở thành hai kẻ đối đầu trong trận chiến, Thác Bạt Liệt và Mộ Dung Nguyên Duệ đương nhiên biết rõ cảnh ngộ của mình. Thác Bạt Liệt đang tập trung ngưng tụ chiến ý, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng tích cực bày trận. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều mong muốn hạ sát đối phương mà không khiến bản thân phải hao tồn sức mạnh. Thú thân của Vũ Cương to lớn vô cùng, gần như chiếm trọn cả bầu trời phương bắc cùng với chiến ý dâng cao toàn bộ sinh linh tại bắc cương của thái cổ thần giới trong giây phút này đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ trong sâu thẳm của linh hồn bách thú sợ hãi nằm dạp xuống đất thần tộc kinh sợ không yên ngay cả mấy vị chủ thần chuẩn bị can thiệp vào trận quyết đấu này trong lòng cũng ẩn giấu vài phần thấp thỏm thần giới hôm nay đã khác xa so với xưa kia ngay cả thái cổ chư thần trước đây cũng chỉ có một số ít thần minh là dám trực tiếp đối mặt với thần uy của vũ cương vì vậy không một ai mang theo chút kỳ vọng nào vào mộ dung nguyên duệ. Thác bạt liệt vẫn đang điên cuồng nâng cao ý chí chiến đấu, mà mộ dung nguyên duệ thế nhưng lại bị cảm giác kỳ lạ toát ra từ phía đỉnh đầu mà bị phân tâm. Trận chiến này rất thảm khốc, cô dự định sử dụng toàn bộ lực lượng trong huyền quan. Thế nhưng trong lúc cố gắng khai mở huyệt thần đình, trực tiếp sử dụng tiên thiên ngũ hành chi khí trong đó, cô liền phát hiện huyệt thần đình của mình đã biến mất rồi. Khi cô tập trung thần thức cảm nhận mới hiểu ra huyệt thần đình của mình thế nhưng không hề biến mất mà bị một cỗ năng lượng hỗn độn che phủ. Trên thực tế, kể từ lúc hai đạo đồ án thần bí từ trong huyền quan bay ra, cô đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của huyệt thần đình. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô sử dụng năng lượng trong huyền quan, cô cũng không quá chú ý đến nó. Cô biết rằng đồ án màu đen tượng trưng cho sức mạnh U Huỳnh, một màu trắng tượng trưng cho Trúc Chiếu, hai, giờ đây hai cỗ sức mạnh này đã ngưng tụ trước huyệt thần đình của cô, trở thành một loại năng lượng hỗn độn. Một, U Huỳnh, ánh sáng âm U, lờ mờ. Hai, Trúc Chiếu, ánh sáng chiếu rọi, soi tỏ. Cô biết sự biến mất của huyệt thần đình nhất định có liên quan tới cỗ năng lượng này, thế nhưng lại không biết suốt cuộc điều này có ý nghĩa gì. Ý chí chiến đấu của Thác Bạt Liệt vẫn đang tiếp tục tăng lên, tâm trạng của mộ dung nguyên Duệ cũng dần trở nên nôn nóng. Cho dù hiện giờ cô đã có tứ đại phân thần, lại bố trí một tòa ngũ hành trận cường đại kinh người, thế nhưng nếu không thể mượn được sức mạnh từ trong huyền quan, cô sẽ chẳng có cơ hội giành chiến thắng. Cuối cùng, ý chí chiến đấu của Thác Bạt Liệt cũng tăng đến đỉnh điểm. Bầu trời phương Bắc dường như đã không thể chịu đựng được sức mạnh của thần thú. Mô Dung Nguyên Duệ trong lòng càng lúc càng nôn nóng, tâm thức của cô vẫn còn kẹt lại nơi huyệt thần đình. Năng lượng hỗn độn trên huyệt thần đình giờ đây đã vô cùng rõ ràng, đồng thời trên trán cô cũng xuất hiện một đạo thụ văn nhàn nhạt. Chương 1159, Hỗn Độn Thần Quang một Sức mạnh của Thác Bạt Liệt đã tăng đến đỉnh điểm, cả bầu trời thái cổ thần giới bị rung chuyển dữ dội. Thú thần Vũ Cương đã quay lại, chư thần sợ hãi không yên, ngay cả kẻ mạnh như thần Thái Dương và thần Quang Minh lúc này đây cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ khác. Bọn họ đang cân nhắc xem có nên can dự vào trận chiến trước hay không, bởi vì một khi thái cổ chiến thần không thể kiềm chế được thú thân, vậy thì toàn bộ thái cổ thần giới sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần Phục Thù, nữ thần Băng Tuyết và các vị thần thượng cấp khác trên thiên cực đang âm thầm trao đổi. Kết luận cuối cùng là vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như cũ. Nguyên nhân là bởi thác bạt liệt chỉ triệu hoán được thú thân chứ không phải bản tôn vô cương. Nếu chiến thần thất bại, bọn họ nhất định sẽ ra tay chấn áp thác bạt liệt, nhưng không phải hiện tại. Thác bạt liệt mặc dù là mối nguy của thần giới, thế nhưng mối đe dọa đến từ chiến thần cũng lớn không kém. Khi thần uy của vũ cương tràn ngập khắp bầu trời, tất cả chư thần đều sẽ trở thành mồi săn. Em mờ thanh của thác bạt liệt vang lên trong không trung, bóng tối sắp sửa kéo đến, chiến thần, ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng ngươi. Giờ đây, hãy để ta dùng cái chết tiễn ngươi về cõi vĩnh hằng yên nghỉ. Dứt lời, thác bạt liệt liền gầm lên một tiếng rung chuyển cả thần giới. Thú thân khổng lồ bộc phát sát ý hủy diệt vô cùng khủng khiếp, hội lại thành một nguồn năng lượng giết chóc điên cuồng quét về phía mộ dung nguyên duệ. Chư thần lại lần nữa tránh được, thế nhưng mộ dung nguyên duệ chỉ có thể cứng rắn đối mặt với khó khăn. Lúc này cô đã thu hồi tâm thức đang loanh quanh trên huyệt thần đình, tập trung tinh lực đối phó với công kích hủy diệt đến từ phía thác bạt liệt. Tòa trận pháp này dưới sự điều khiển của chiến thần đã phát ra ngũ thải thần quang trước nay chưa từng có, ngưng tụ thành một cơn lốc mang năng lượng tiên thiên ngũ hành để đối phó với sát ý hủy diệt từ thú thân vũ cương. Sát ý giống như thủy triều, Tất thảy đều bị năng lượng Tiên Thiên Ngũ Hành hấp thu. Vạn vật trong thiên hạ đều sinh ra từ ngũ hành, ngược lại mà nói, Tiên Thiên Ngũ Hành cũng có thể hóa giải tất cả thuật pháp thần thông. Thế nhưng năng lượng hủy diệt do thú thân Vũ Cương phát ra quá mức khủng khiếp, pháp trận của Mộ Dung Nguyên Duệ không thể chịu nổi sức mạnh to lớn như ấy. Dường như ngay khoảnh khắc nuốt lấy sức mạnh đó, cơn lốc năng lượng Tiên Thiên Ngũ Hành liền nổ tan tành. Hư không biến hóa, tia sáng bị bóp méo, vụ nổ đã gây ra hỗn loạn trong thời không chặt đứt thần niệm dò xét của chư thần tới khi quang ảnh rõ ràng hư không ổn định trở lại chư thần mới phát hiện pháp trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên duệ đã vỡ tan tành tứ đại phân thần cũng biến mất không chút dấu vết chẳng ai lấy làm bất ngờ trước kết quả này bởi vì không một ai trong số họ có thể địch lại một đòn hủy diệt do thú thân vũ cương dốc toàn lực tấn công thế nhưng điều khiến chư thần không thể hiểu được đó là mộ dung nguyên duệ dường như chẳng chịu chút thương tích nào vẻ mặt cô lãnh đạm thờ ơ đứng nguyên ở đó giống như chẳng hề cảm nhận được cái chết đang ập đến. Chuyện ngoài ý muốn này đồng thời cũng khiến Thác Bạt Liệt phải chấn kinh. Trong cơn điên cuồng hủy diệt muốn nghiền nát mộ dung nguyên duệ, toàn bộ năng lương phát ra của ông ta đã bị cô hấp thụ không còn một mảnh. Mặc dù không biết mộ dung nguyên duệ đã làm thế nào, thế nhưng trong lòng ông ta cũng không quá mức lo lắng. Bởi vì cùng với sự tan vỡ của trận pháp tiên thiên ngũ hành, chỗ dựa lớn nhất của thái cổ chiến thần cũng hoàn toàn biến mất. Tiếp theo đây sẽ là trận chiến đối đầu trực diện giữa Thác Bạt Liệt và Mộ Dung Nguyên Duệ. Ngay cả một đòn cũng không chịu nổi, đây chính là trận pháp Tiên Thiên Ngũ Hành mà Thái Cổ Chiến Thần vẫn lấy làm tự hào nhất sao? Giọng nói của Thác Bạt Liệt mang theo ý mỉa mai vô cùng. Mộ Dung Nguyên Duệ thờ ơ không đáp, giống như chẳng nghe thấy gì. Trải qua đòn công kích mang năng lượng hủy diệt vừa rồi, huyệt thần đình trên trán cô lại xuất hiện những thay đổi mới. Thủ văn càng lúc càng rõ ràng, không những vậy còn không ngừng run rẩy. Giống như một con mắt bị lột ngược vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra. Sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của Thác Bạt Liệt, đồng thời trong lòng ông ta cũng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nào giải thích được. Để che giấu nỗi bất an của mình, Thác Bạt Liệt quyết định chủ động xuất thủ, muốn đánh tan nhục thân của Mộ Dung Nguyên Duệ, kết thúc trận chiến hôm nay. Một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên, Thác Bạt Liệt bộc lộ toàn bộ bản năng dã thú của mình, dựa vào thú thân vũ cương để tấn công Mộ Dung Nguyên Duệ. Miệng của Vũ Cương tối tăm giống như hố đen hỗn độn, răng nanh và móng vuốt cứng rắn vô cùng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chương 1160, Hỗn độn thần quang 2. Cho dù Thái Cổ Kiếm Thần có sống lại cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh đòn tấn công sắc bén này, không dám trực tiếp đối diện. Lúc này thú thân Vũ Cương còn cách mộ dung nguyên duệ chừng 1000 trượng. Chính trong khoảng cách 1000 trượng ngắn ngủi này, thú thân Vũ Cương đã hoàn toàn thể hiện bản năng dã thú điên cuồng, lộ ra thú tính của mình giống như cung công năm xưa giận dữ phát điên tấn công núi Bất Châu, mang theo ý chí hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Thác Bạt Liệt biết rất rõ thời gian đang nằm trong tay mấy kẻ đang khoanh tay quan sát trận đấu kia, nếu như ông ta không thể dùng khoảng thời gian nhanh nhất để kết liễu chiến thần, càng trì hoãn lâu, điểm yếu của ông ta sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cho dù có giết được chiến thần thì cũng khó mà thoát được cuộc liên hợp vây kích của chư thần. Vì vậy mà đòn tấn công do thú thân Vũ Cương Đích Thân ra tay này so với làn sóng hủy diệt trước đó còn mạnh hơn rất nhiều thú thân vũ Cương đích thân ra tay, thiên tượng một lần nữa lại xảy ra. Bầu trời dường như vỡ vụn, các vì sao cũng giống như mất đi quỹ đạo. Trăng mờ sao hỗn loạn, sấm sét dọi u minh, cùng với hành động của vũ cương, thiên địa cũng sinh ra một cơn cuồng phong mang theo sát khí khủng khiếp. Cuồng phong như đao, khiến chiến bào của mộ dung nguyên duệ kêu lên loạt soạt. Thổi bay cả từ kim quan của cô, tóc tím đầy đầu đang điên cuồng khiêu vũ trong gió. Thổi xuyên qua cả khôi giáp, áo giáp từng mảnh bay đi thổi tới nỗi từ kim pháp kiếm trong tay cô không tránh khỏi rên gì kêu lên. Thế nhưng vẻ mặt cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Cuồng phong như đau lóa mắt, cô dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Mắt đã nhắm chặt, cái gì cũng không thấy được, chư thần sửng sốt, không chỉ kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của thú thân Vũ Cương, đồng thời còn chấn kinh trước phản ứng của chiến thần. Lẽ nào thái cổ chiến thần cứ thế dễ dàng đón nhận vận mệnh của bản thân như vậy? Dưới mặt đất, trăm vạn tàn binh còn sót lại của tộc chiến thần đang âm thầm rơi lệ, tộc chiến thần đã khổ sở dòng già chờ đợi vô số năm gần đây mới đợi được chủ thần của bọn họ quay lại chưa tới ba ngày bọn họ lại một lần nữa mất đi sự bảo hộ của chủ thần như vậy làm sao lại không khiến người ta đau lòng cơ chứ quan trọng nhất là nếu hôm nay chiến thần thất thủ toàn bộ tộc chiến thần cũng phải chôn cùng cô lẽ nào đây chính là vận mệnh của tộc chiến thần năm đại trưởng lão dò hỏi lẫn nhau trong mắt chỉ toàn bi ai vô tận cuối cùng thú thân vũ cương đã tiến tới trước mặt mộ dung nguyên duệ Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, thủ văn trên trán bắt đầu hiện lên quầng sáng lấp lánh. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Thác Bạt Liệt ngày càng mạnh mẽ, một chút do dự cũng không có, há cái miệng to lớn như hố đen, định một ngụm nuốt chửng Mộ Dung Nguyên Duệ, nhai thành từng mảnh, nuốt vào trong bụng, hủy diệt thần hồn. Tuy nhiên, vào khắc cuối cùng khi ông ta chuẩn bị chạm vào Mộ Dung Nguyên Duệ, giữa mày đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Ngay sau đó, nỗi đau tột cùng này liền thâm nhập vào huyết mạch trong cơ thể, dường như có thể xé nát thần hồn bất kỳ lúc nào. Nỗi đau không thể khống chế, động tác của thác bạt liệt đột nhiên dừng lại, toàn thân run lẩy bẩy, máu huyết từ bên trong tràn ra, rất nhanh liền giống như thác đổ, không chung rơi xuống một trận mưa máu. Thác bạt liệt kêu lên một tiếng thê lương, điên cuồng lùi bước. Khoảnh khắc lùi bước ấy, cuối cùng ông ta cũng hiểu nỗi đau đớn của mình rốt cuộc đến từ đâu. Mộ dung nguyên duệ vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thế nhưng thụ văn trên trán cô đã mở ra rồi là một đôi thụ nhãn, hắc bạch phân minh, màu đen tượng trưng cho sức mạnh u huynh, màu trắng tượng trưng cho sức mạnh trúc chiếu. Hai mắt giao cảm, tỏa ra thần quang hỗn độn, trước đây thất thải thần quang của thất thải minh vương khổng tuyên ma đạo được cho là quét sạch vạn vật, thế nhưng nếu so sánh với hỗn độn thần quang này thì chẳng khác nào dùng hạt gạo so với trăng tỏ. Cho đến giờ, sức mạnh thần thông nhất của mộ dung nguyên duệ chỉ có chiến thần chi đạo. Ngay cả sức mạnh hỗn độn bản nguyên mà cô nắm giữ cũng liên quan đến việc điều động tiên thiên ngũ hành chi khí chính khả năng kiểm soát tối thượng của cô đối với ngũ hành sinh khác mới có thể giúp cô dưới tình huống cơ duyên xảo hợp thành công ngưng tụ thần nhãn hỗn độn về phần cơ duyên này đến từ nơi nào ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được bản thân cô không cách nào lôi kéo sức mạnh u huỳnh và trúc chiếu giải rác trên chiến trường chỉ có thể mơ hồ đoán được nó có liên quan tới hài tử trong bụng cô nghĩ tới đây trong lòng cô vô cùng xúc động thiên đạo nhiều lần gian dối e rằng ngay cả vận mệnh cũng không nhịn được mà phải sửa lại quy tắc Thác Bạt Liệt không ngừng gào thét, thanh âm thảm thiết. U Huỳnh và trúc chiếu là thánh thú hỗn độn, trước mặt chúng, tất cả thần thú hậu thế đều phải thần phục. Thần quang hỗn độn quét sạch vạn vật, Thác Bạt Liệt nếu muốn giữ mệnh buộc phải từ bỏ thú thể vô cương, nếu không tất bị hủy diệt cùng với nó. Thế nhưng muốn ông ta phải từ bỏ, trong lòng lại không cam tâm xiết bao. Cuối cùng, Thác Bạt Liệt không cách nào chịu được nỗi đau bị xé nát linh hồn, thần hồn đành phải thoát khỏi thú thân vô cương. Ngay sau đó thú thân liền vỡ tan tành trong không trung, hóa thành huyết khí vô tận, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời phương Bắc. Thú thân vũ Cương bị tiêu diệt, nghĩa là từ đây thần giới hoàn toàn không còn lưu lại ý chí tàn lưu nào của thú thần vũ cương. Cho tàn về với cho tàn, cát bụi trở về với cát bụi, tất cả những gì thuộc về ông ta đều đã hóa hư vô. Chương 1161, Nhất biệt lưỡng khoan 1 một. một giải thích tên chương, Nhất biệt lưỡng khoan nghĩa là sau khi chia tay mong cả hai người đều có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ chỉ một đạo hỗn độn thần quang đã khiến thần thú vũ cương hoàn toàn biến mất tại thái cổ thần giới lạp thần trong cơn hốt hoảng lúng túng tột độ đã bỏ chạy về phía vùng đất cực bắc xa xôi lạnh lẽo mộ dung nguyên duệ không đuổi theo sau khi mất đi hàng triệu đại tướng thần thú và sức mạnh ý chí thác bạt liệt chẳng khác nào chó nhà có tang đã trở thành vị thần thấp kém nhất biến mất trong thái cổ thần giới hỗn độn thần quang đã rút cạn toàn bộ thần niệm của mộ dung nguyên duệ tiên thiên ngũ hành chi khí trong huyền quan cũng bị vắt kiệt hiện giờ cô đã suy yếu đến cùng cực mà chư thần vẫn đang âm thầm rình mò bên cạnh thần niệm của mộ dung nguyên duệ cạn kiệt chư thần đều cảm nhận được nữ thần phục thù là người đầu tiên có ý định ra tay ý chí vũ cương đã không còn thần niệm chiến thần đã cạn kiệt lúc này không ra tay còn đợi tới bao giờ cô ta hỏi uy lực của chiến thần chư vị đều đã nhìn thấy đợi đến khi cô ta hồi phục lại sức lực ai trong chúng ta có thể là đối thủ của người này chứ chỉ e tới lúc đó cho dù chư thần có liên thủ cũng chẳng ngăn nổi chiến thần đăng vị trở thành thái cổ thần vương. Nữ thần tự nhiên nói, hai vị nữ thần này thực lực khá yếu, vì vậy điều họ không muốn thấy nhất là chiến thần cường đại tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Thần Thái Dương trong lòng cũng dục dịch, ánh mắt hướng về phía mộ dung nguyên duệ đặc biệt nồng nhiệt. Hải thần và nữ thần băng giá cũng có ý đồ ra tay, duy chỉ có thần Quang Minh là im lặng không nói. Thân là vị thần quyền năng nhất của thái cổ thần giới, suy nghĩ của thần Quang Minh cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Thái cổ thần giới khẩn trương lựa chọn thái cổ thần vương là vì cuộc chiến báo thù thiên đạo. U Huỳnh và Trúc Chiếu hai đại thần thú hỗn độn thậm chí còn thông linh trở thành thánh trước cả thiên đạo. Sức mạnh của hỗn độn thần Quang vô cùng khủng khiếp, thú thể của Vũ Cương mới chỉ bị nhìn lướt qua một cái liền tan xương nát thịt, ý chí tiêu vong. Nếu lúc này đây bởi vì ích kỷ cá nhân mà tiêu diệt thái cổ chiến thần, vậy thì tương lai trong trận đối chiến với thiên đạo, Thần giới không nghi ngờ gì nữa đã đánh mất con át chủ bài của mình. Điều này đối với Thái Cổ Thần Giới mà nói, cuối cùng là hỏa hay là phúc? Thế nhưng nếu giữ lại chiến thần, vậy thì ngôi vị thần vương nhất định sẽ thuộc về cô ấy, trong lòng Thần Quang Minh quả thực không cam tâm. Cuối cùng, ông ta vẫn quyết định đánh cược một trận. Thiên đạo bây giờ cũng không phải là thiên đạo trước kia, nhân quả quấn thân thực lực tổn hao. Nếu như Thái Cổ Tam Giới liên thủ chiến đấu, vậy thì việc đánh bại Thiên đạo cũng không nhất thiết cần có chiến thần xuất lực. Ngay lúc thần Quang Minh vừa hạ quyết tâm, chuẩn bị bày tỏ thái độ hợp tác với chư thần, cùng nhau tiêu diệt thần niệm của mộ dung nguyên duệ, Tây Nam tảng kiếm cốc thuộc tộc chiến thần đột ngột bùng nổ kiếm ý chọc thiên. cỗ kiếm ý này rồi rào vô cùng, vừa mới xuất thế liền khiến tứ phương phải chấn động. Thiên tượng do nó sinh ra dường như cũng chẳng hề thua kém khi thú thân vũ vương hiện hình. Kể từ khi thái cổ kiếm thần khôi phục cho đến nay, tộc kiếm thần vẫn luôn sống ẩn giật trong tảng kiếm cốc, sống một cuộc sống xa lánh thế sự bọn họ sẽ không tranh giành tài nguyên của thần tộc khác cũng không một thần tộc nào dám mạo hiểm đối đấu với nguy cơ bị thí thần thập phương kiếm trận đồ sát để cướp đoạt tài nguyên của tộc kiếm thần thế nhưng cùng với sự bùng nổ của cỗ kiếm ý vừa rồi một tin tức nhanh chóng lan khắp thái cổ thần giới sau sự trở lại của thái cổ kiếm thần một vị thần minh có sức mạnh khủng khiếp thái cổ kiếm thần cũng đã quay lại chư thần im lặng tâm trạng vô cùng phức tạp vốn dĩ còn chưa thức tỉnh từ trong hỗn độn thần quang của thái cổ chiến thần giờ đây lại nhìn thấy kiếm thần bộc lộ sự sắc bén phi phàm. Ngoại trừ một tộc lôi thần vẫn không có động tĩnh gì, ba đại thần tộc mạnh nhất Thái Cổ đã nghênh đón sự quay lại của hai vị chủ thần. Có lẽ, vị trí thần vương này trước nay đều không thuộc về chúng ta. Thần Quang Minh buồn bã nói, hai hổ đánh nhau, một con tất thương. Thần Thái Dương vẫn còn không cam tâm, nói, ngươi sai rồi, kiếm thần và chiến thần tượng trưng cho sức mạnh chiến đấu khủng khiếp nhất của cả thần giới, mà trận đấu giữa bọn họ tất sẽ phá hủy cả nơi này chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hay là nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn rồi. Thần Quang Minh nói, nếu kẻ quay lại chỉ có một mình chiến thần, thần Quang Minh còn có thể tự thuyết phục bản thân đưa ra quyết định. Thế nhưng sự quay về của kiếm thần đã khiến ông ta triệt để chết tâm với ngôi vị thái cổ thần vương. chương 1162, Nhất Biệt Lưỡng Khoan 2 Bởi vì chỉ cần thí thần thập phương kiếm trận không bị phá, kiếm thần sẽ luôn bất khả chiến bại, cho dù bọn họ có liên thủ diệt được Chiến Thần, vị trí Thái Cổ Thần Vương cũng không đến lượt đám bọn họ tranh giành. Nếu đã như vậy, Chư Thần đương nhiên chẳng có lý do gì để ra tay với Chiến Thần nữa. Hơn nữa, tới giờ bọn họ vẫn luôn trì hoãn không chịu hành động kỳ thực là bởi trong lòng lo lắng Chiến Thần hãy còn con át chủ bài chưa được tung ra, lúc này mạo hiểm lại càng không thích hợp. Chiến Thần vốn chẳng phải người nhân từ, kiếm thần lại càng sát phạt vô song. Đắc tội một trong hai kẻ này đều dẫn đến kiếp nạn diệt tộc. Cuộc chiến giữa các vị thần sẽ không vì sự rút lui của Chư thần mà kết thúc, ngược lại sẽ trực tiếp bước vào trận quyết chiến cuối cùng do sự trở lại mạnh mẽ của Thái Cổ Chiến Thần và Kiếm Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc hai người này phân chia thắng bại, kẻ còn sống nhất định sẽ thống trị một phương Thái Cổ thần giới. Chư thần ảm đạm rút lui, Mộ Dung Nguyên Duệ bay lơ lửng trên không trung. Hỗn Độn Thần Nhãn đã đóng lại, một lần nữa biến thành một đạo thụ văn nhàn nhạt. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn về phía Tây Nam, đứng đó hồi lâu mới quay lại mặt đất thống lĩnh năm quân chiến thần rút về thành anh hùng. Ngày thứ hai kể từ khi kiếm thần quay lại, thế lực của thái cổ thần giới đã có những thay đổi rõ ràng. Giống như những gì thần Quang Minh đã nói, bọn họ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Bởi vì, dù là hỗn độn thần quang của chiến thần hay kiếm ý chọc thiên của kiếm thần thập phương đều là những thứ mà bọn họ không thể địch lại được. Về phần kiếm thần và chiến thần kẻ nào mạnh hơn, không đến lúc giao thủ thì ai cũng không thể nhìn ra được. Một tháng sau, việc phân chia thế lực trong thái cổ thần giới đã kết thúc. Thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần tự nhiên và các thần minh trí cường khác đã dẫn dắt khoảng 100 thần tộc lớn nhỏ đầu nhập dưới trướng của thái cổ kiếm thần. Nữ thần băng tuyết, nữ thần phục thù mang theo các thần tộc còn lại gia nhập trận doanh của tộc chiến thần. Nữ thần băng tuyết gia nhập là bởi cùng thuộc thế lực Bắc Phương giống tộc chiến thần, trong khi nữ thần phục thù do đích thân mộ dung nguyên duệ có lời mời. Ban đầu nữ thần phục thù còn do dự không quyết, không biết giữa chiến thần và kiếm thần nên lựa chọn ai. Mãi cho đến khi mộ dung nguyên rưỡi tới tìm, nói rằng cô từ nhân gian mà đến, là nguyệt thần của nhân gian. Nữ thần phục thù lập tức hiểu ra bản thân nên lựa chọn thế nào. Là người nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên có thuộc tính bóng đêm, nữ thần báo thù đương nhiên biết uy lực của nguyệt thần như thế nào. Nếu như thái cổ nguyệt thần trước đây mạnh mẽ quay lại, vậy thì vương triều ám hắc chi nguyệt do cô ta khổ tâm xây dựng phải đổi chủ rồi. Ở nhân gian có ma đạo, Nguyệt Thần và Phong Thần đều là đệ tử Ma đạo." Mộ Dung Nguyên duệ nói. "Ma đạo?" Nữ thần phục thù kinh ngạc hỏi. "Không chỉ Nguyệt Thần và Phong Thần là đệ tử Ma đạo, chủ nhân Huyễn Ma của Thái Cổ Ma giới cũng là người của Ma đạo, ngay cả Thái Cổ Minh giới Tử Thần trước khi hoàn thành 9 lần niết bàn cũng giữ thân phận là đại tướng quân của Ma đạo." Nữ thần phục thù kinh ngạc vô cùng, cô không thể tưởng tượng Ma đạo đến cùng là một tổ chức như thế nào, ngay cả những người mạnh nhất trong khắp Thái Cổ Tam giới cũng phải dốc sức phục vụ. Thậm chí vì bảo hộ ma đạo, Thái Cổ Nguyệt Thần và Thái Cổ Phong Thần còn từ bỏ cơ hội quay lại thần giới. Trầm mặc một hồi lâu, nữ thần phục thù hỏi, chiến thần bệ hạ, lẽ nào ngài cũng là đệ tử của ma đạo? Không, ta là chủ mẫu của ma đạo. Sau khi vạch trần bí mật về xuất thân đạo tổ và lưu truyền tên tuổi khắp tam giới, nắm giữ trọn vẹn sức mạnh vận mệnh, tôi bèn rời khỏi nhân gian. Giờ đây tôi đã không còn chịu sự khống chế của pháp tắc thiên đạo, cùng với một đạo kiếm quang côn luôn tuyết chói lòa, tôi trực tiếp vượt qua tinh hà, đi đến bên ngoài vũ trụ hư không. Tại nơi này, tôi nhìn thấy pháp trận phòng ngự của tứ tướng thần thú nối tiếp nhau. Chính tòa pháp trận này đã ngăn cản Kiêm Hà và Thùy Hòa tiếp cận nhân gian. Sự xuất hiện của tôi đã gây ra chấn động cho pháp trận phòng ngự, kính tượng của tứ tướng thần thú nhanh chóng được triệu hồi, mưu đồ muốn giết tôi. Đáng tiếc, kính tượng của bọn chúng so với bổn tôn còn kém rất xa, sau khi tôi đã nắm được sức mạnh vận mệnh hoàn chỉnh, bọn chúng không thể nào khóa được thần niệm khí cơ của tôi chỉ có thể dương mắt nhìn tôi ngự kiếm rời đi. Vận mệnh tồn tại trong bóng tối, sau khi nắm được sức mạnh vận mệnh, trừ khi tôi chủ động nghênh chiến, dưới tay thiên đạo không kẻ nào có thể ngăn cản con đường của tôi. Vũ trụ hư không, những ngôi sao lớn như cái đấu. Thiên địa minh mông, không biết dừng chân nơi đâu, nhật nguyệt tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Lần trước tôi tới hư không, bên cạnh còn có mộ dung nguyên duệ bầu bạn, lần này chỉ có mình tôi cô độc du hành giữa các vì tinh tú. Những ngôi sao lấp lánh, lạnh lẽo và cô đơn lòng vướng bận vì an nguy của mộ dung nguyên duệ tôi ngày đêm không ngừng tăng tốc bay về phía thái cổ thần giới trong bóng đêm u tịch không rõ đã bay được bao lâu tôi bỗng cảm nhận được một cỗ sức mạnh tử vong âm hàn vô cùng mạnh mẽ tử ý nồng đậm lạnh lẽo thấu xương tôi nhìn thấy hoa tuyết đang điên cuồng nhảy múa trong bóng đêm cũng nhìn thấy một tòa bảo lũy đang lơ lửng trong làn mưa tuyết băng xương bảo lũy đại quân của thái cổ minh giới tử thần cơ thể tôi cứng đờ những suy nghĩ về chuyện xưa trong quá khứ tràn về như nước lũ, nhấn chìm lấy tôi. Mãi cho đến khi một cỗ thần niệm cực kỳ lạnh giá bao trùm lấy thân, tôi mới tỉnh lại. Giọng nói quen thuộc không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào, Thùy Họa phát ra cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc đối với sự xuất hiện của tôi. Người tới là kẻ nào? chương 1163, Thuần Dương Tế Kiếm một Có kiểu mỹ nhân, vừa gặp đã không quên, một ngày không ngày, mong nhớ thành điên. Từ lúc từ biệt ở MT, tôi đã không còn gặp lại Thùy Họa nữa. Nhớ mang máng ngày đó, tôi và cô ấy tạm biệt nhau ở Quỷ Môn Quan. Thùy Họa nói, Niết bàn 9 lần là số mệnh mà cô ấy không thể tránh né được, định sẵn tôi phải luôn đứng ở nhân gian đợi cô ấy, đợi cô ấy trở về. Từ đó về sau, mỗi khi màn đêm buông xuống tôi đều nhớ đến cô ấy. Trải qua một trận chiến, tôi luôn có cảm giác cô ấy đang sát cánh chiến đấu cùng với tôi căn phòng của chúng tôi vẫn còn lưu giữ mùi hương hơi thở của cô ấy mỗi phiến đá ở quy khư vẫn hẳn sâu dấu chân của cô ấy tôi nhớ mong cô ấy đệ tử ma đạo đều nhớ mong cô ấy nhưng mà cô ấy đã quên đi chúng tôi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai lạnh lùng nghiêm nghị xa cách không có chút ấm áp nào tôi nghe thấy mà lòng quặn đau những kỷ niệm lần lượt ùa về nỗi nhớ dâng trào như thủy triều tà khiến tôi không thể kiềm chế được lòng mình tôi chỉ muốn bước đến ôm chặt cô ấy vào lòng nói với cô ấy em là vợ của anh nửa đời trước của tôi chỉ là một mớ hỗn độn vật vã sống qua ngày chính là thùy họa giúp tôi mở ra vận mệnh thật sự của mình từ đó về sau tôi và cô ấy cùng nhau gánh vác cờ chiêu hồn ma đạo hôm nay ma đạo đã đạt được thành công mỹ mãn nhảy ra khỏi sự kiểm soát của bàn cờ số mệnh nhưng cô ấy lại không thể quay về nữa mà tất cả nỗi mong nhớ hay tưởng tượng của tôi đều chỉ có thể còn lại trong những mảnh vỡ hồi ức mong manh loáng thoáng trong đầu đàn cổ tế sông hoàng hà đã biến mất rồi hôn lễ từng gây chấn động thế gian của hoàng hà nương nương đã sớm trở thành truyền thuyết xa xưa nước mắt tôi rơi đầm đìa trên má đứng ngơ ngác ngay tại chỗ ngắm nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc đứng trước mặt tôi mái tóc của cô ấy tung bay trong gió đứng trang nghiêm ngay tại chỗ cô ấy không cài bất kỳ trang sức nào trên đầu mái tóc trắng thoải mái tùy ý tung bay theo làn gió ngọn lửa màu đen trong đáy mắt vẫn bùng cháy như cũ dù người đang đứng ngay trước mặt nhưng tôi lại cảm thấy xa tận chân trời. Tính cách Thùy họa lạnh nhạt xa cách, chỉ thể hiện chút dịu dàng hiếm có trước mặt tôi, nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn dịu dàng với tôi nữa. Bởi vì cô ấy đã quên mất tôi rồi, ngàn lời vạn lời đều không thể bày tỏ, chỉ ngập ngừng đáp lại cô ấy một câu, tôi chính là ma đạo tổ sư. Nghe thấy hai chữ ma đạo, Thùy Hòa hơi cau mày, hỏi, là ma đạo mà huyễn ma Kiêm Hà từng nhắc tới sao? Không sai, Kiêm Hà là đệ tử của ma đạo tôi. Tôi từng nghe chủ nhân Huyễn Ma nói, Ma đạo muốn làm trái với lẽ trời, là kẻ thù của Thiên đạo, tương lai sẽ cùng Thái Cổ Tam Giới hợp tác chiến đấu với Thiên đạo. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, trong tương lai không chỉ mình Ma đạo chúng tôi cùng chiến đấu với Thái Cổ Tam Giới, vẫn còn có chúng sinh lục đạo nhân gian. Tôi từng có hồi ức tại nhân gian, nhưng mà, tôi đã chọn quên đi nó. Tại sao chứ? Những thứ tồn tại chỉ là ảo ảnh, những thứ vĩnh hằng cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Thế gian vạn vật đầy đủ màu sắc, chẳng qua chỉ là lừa gạt lòng người mà thôi. Nhân gian như vậy, có gì đáng để lưu luyến chứ? Lời của Thùy Họa khiến tôi không thể phản bác, bởi vì cô ấy nói toàn là sự thật. Thời gian sống ở nhân gian càng lâu, càng khiến nhân sinh vô vị nhạt nhẽo, cô đơn như đứng giữa làn tuyết rơi. Từ xưa đến nay, những kẻ mạnh đều mong muốn nhanh chóng được phi thăng lên cao, cắt đứt trần duyên. Nhưng mà chỉ ma đạo còn ở lại nhân gian, tôi sẽ mãi mãi không cảm thấy cô đơn đệ tử ma đạo có tình có nghĩa đã để lại nhiều bài văn thơ xúc động lòng người một câu đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng đã trôn sâu tất cả nỗi cô đơn tại nhân gian nhân gian cô đơn buồn tẻ không biết tử thần các hạ ở minh giới sống như thế nào tôi hỏi minh giới là đất nước của vong hồn vạn vật đều bị băng phong không biết cô đơn là cái gì nói như vậy tử thần các hạ nhất định thích sống ở minh giới hơn rồi có lẽ nên nói là tôi thích phong cảnh của minh giới hơn không có độ ấm không có tình cảm lại giúp tâm tình của tôi trở nên yên bình thoải mái. Nói rồi, Thùy Họa giơ bàn tay trắng nõn như ngọc ra, đón lấy một bông tuyết. Bàn tay trắng nõn là mềm mại, từng nắm chặt lấy tay tôi, đồng hành cùng tôi suốt đêm dài. Bàn tay từng nắm chặt thanh đao sắc bén, vì ma đạo sông pha chinh chiến nơi xa trường. Bây giờ, đôi bàn tay ấy cũng đang cầm đao, nhưng đã không còn vì ma đạo cũng không còn vì tôi. Tuyết Dương từng hỏi tôi có hối hận vì đã phong thần cho Thùy Họa hay không, nếu như tôi không phong cô ấy làm tử thần thì cô ấy chỉ có một thân phận duy nhất chính là tướng phá quân của ma đạo câu trả lời của tôi chính là không hối hận bởi vì nếu không phong thần thì sẽ không có ma đạo của ngày hôm nay tôi sẽ không giải đáp được bí mật xuất thân của ma đạo tổ sư cũng không thể có được sức mạnh hoàn chỉnh của vận mệnh phải có người hy sinh chỉ có sự hy sinh mới được ghi nhớ ma đạo tổ sư đến đây rốt cuộc có mục đích gì sau khi im lặng hồi lâu thùy họa hỏi đến thái tổ thần giới giúp chiến thần mộ dung nguyên duệ trở thành thái cổ thần vương. Tôi nói, chương 1164, Thuần Dương Tế Kiếm 2. Thái cổ chiến thần từng là kẻ thù không đội trời chung với tôi, quả thực có năng lực trở thành thái cổ thần vương. Nhưng mà, kiếm thần bây giờ cũng không phải kẻ tầm thường, vẫn mong chuyến đi này ma đạo tổ sư sẽ suôn sẻ, tôi xin từ biệt tại đây, thứ lỗi tôi không thể tiến xa rồi. Nói xong, Thùy Họa xoay người bay về đỉnh núi pháo đài tuyết trắng xóa. Cuối cùng, cô ấy vẫn không mời tôi đến pháo đài băng tuyết cũng không nhớ ra tôi là ai tử thần sau khi niết bàn chín lần sẽ quên hết mọi thứ trừ khi cô ấy tự mình mong muốn nếu không sẽ không có ai phá tan lớp phòng ngự trong lòng cô ấy nhưng mà có thể được gặp lại cô ấy một lần đối với tôi cũng là chuyện may mắn rồi ít nhất tôi biết được thùy hòa còn mạnh hơn trước kia rất nhiều không cần tôi phải ngày đêm lo lắng cho an nguy của cô ấy nữa chỉ cần chúng tôi đủ mạnh mẽ tôi mới có thể mãi mãi ở nhân gian đợi cô ấy cho dù phải đợi đến điểm tận cùng của thời gian, tôi muốn cùng cô ấy ở bên nhau, suốt đời suốt kiếp chẳng rời xa. Thái cổ thần giới, hàm kiếm cốc, hôm nay là ngày Thái cổ kiếm thần Lữ Thuần Dương chính thức tiến lên đài điểm tướng. Tuy rằng kiếm thần chưa từng đảm nhận thần vương, nhưng mà, Thái cổ thần cổ vẫn có gần 70% thần minh chọn ủng hộ ông ta đăng cơ. Nguyên nhân thì không có gì lạ, vì chiến lược của kiếm thần vô cùng mạnh. Ánh kiếm lóe lên lúc trở về, đã chấn động cả Thái cổ thần giới. Vầng hào quang thuần khiết của mộ dung nguyên duệ khiến chư thần kính sợ, nhưng thần quang thuần khiến chỉ được xem là con át chủ bài cuối cùng, mà kiếm của kiếm thần lại luôn khắc ghi sâu trong lòng của chư thần. Trận thí thần thập vạn kiếm đã được khởi động, Lữ Thuần Dương đứng ngay trung tâm kiếm trận. Trước khi bắt đầu điểm tướng, chuyện đầu tiên mà Lữ Thuần Dương cần phải dùng khí thức canh kim vô tận của trận thí thần thập vạn kiếm, triệu hồi ra thần binh đặc trưng thuộc riêng về thái cổ kiếm thần. Kiếm thanh sách tuy rằng cũng được xem là thần binh hiếm có ở tam giới nhân gian, nhưng lúc vong hồn của thần thượng của tiêu tán đã mất đi toàn bộ sức mạnh, nó đã không còn xứng với thân phận thái cổ kiếm thần của Lữ Thuần Dương nữa. Hôm nay ông ta phải triệu hồi ra thần binh đã thất truyền từ lâu của thái cổ kiếm thần, kiếm chủ tể. Kiếm chủ tể của kiếm thần và cung lạp thi tinh tỏa của lạp thần đều là một trong 10 thần binh của thái cổ thần giới. Nếu như không chết dưới tay thiên đạo, thái cổ kiếm thần cũng phải dùng thanh kiếm này chinh phục chư thần, bước lên ngôi vị thái cổ thần vương. Sau khi thiên đạo quét sạch thần giới, đã phá hủy đi thanh kiếm này, nhưng không thể xóa đi ký ức của tộc kiếm thần về thanh kiếm này. Trôi qua hàng ngàn năm, tộc kiếm thần vừa âm thầm chờ đợi kiếm thần quay về, vừa lợi dụng trận thí thần thập vạn kiếm ngưng tụ khí tức canh kim của thái cổ thần giới, hòng phục hồi lại kiếm chủ tể. Hôm nay kiếm thần đã quay lại, mà khí tức canh kim trong trận cũng đã ngưng tụ xong. Chỉ đợi kiếm thần ra tay thôi, dùng kiếm tâm ngưng tụ khí tức canh kim, đúc luyện thần binh. Lữ Thuần Dương đứng giữa trận pháp, xung quanh ông ta là hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm, đều có thể xem là thần binh sát phạt vô song, nhưng mà hôm nay, bọn chúng đều sẽ trở thành vật tế, thanh kiếm thanh sách trong tay Lữ Thuần Dương cũng có chung số phận, đều là vật tế để triệu hồi kiếm chủ tể. Thiên địa canh kim, căn nguyên vạn kiếm, Lữ Thuần Dương hét lên một tiếng, vang vọng lên tận trời cao. Sắc trời đột nhiên thay đổi, sấm chấp nổi đùng đùng, phía trên kiếm trận bỗng nhiên tích tụ lại một mảng mây sấm sét. Tiếp theo đó, sấm sét ầm ầm đổ xuống, toàn bộ giải đều trên mỗi thanh kiếm trong kiếm trận nhờ có sấm xét cường hóa, hàng ngàn thanh kiếm phát ra tiếng kêu ken két, ẩm ý cả nền trời. Qua hồi lâu, cuối cùng đã có thanh kiếm đầu tiên không chịu nổi, nổ tung thành cát bụi. Kiếm tâm của Lữ Thuần Dương điều khiển khí tức canh kim thuần túy, ngưng tụ chúng lại một chỗ. Sau khi thanh kiếm đó vỡ nát, ngay giây tiếp theo đã có thanh kiếm thứ hai chịu chung số phận. Cuối cùng, toàn bộ kiếm đều nổ tung. Khí tức canh kim ngưng tụ giữa không trung tạo ra một hư ảnh hình kiếm tỏa ra ánh sáng thần bí khiến người ta lóa cả mắt thanh kiếm thanh sách trong tay Lữ Thuần Dương cũng vỡ tung, đợi sau khi khí tức canh kim bên trong kiếm thanh sách cũng truyền vào hư ảnh, nó bắt đầu hóa thành thực thể. Đó là một thanh kiếm dài, màu đen, có hình dáng cổ sơ. Kiếm dài ba thước bảy tấc, vừa vặn với thân hình của Lữ Thuần Dương, nằm gọn trong bàn tay. Tuy rằng so với thân hình cao lớn của chư thần, thanh kiếm này khá nhỏ bé, nhưng lại hàm chứa sức mạnh đáng sợ. Thân kiếm vừa được luyện thành, toàn bộ sấm chấp của trời đất đều tập trung vào đuôi kiếm. Lúc Lữ Thuần Dương nắm lấy kiếm chủ tể, khơi thông với kiếm tâm, cả người biến thành một thanh kiếm. Đây là áo nghĩa của kiếm chủ tế, người sử dụng thanh kiếm này đã cùng kiếm hòa làm một. Trình độ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương đã đủ khiến chư thần bằng lòng quỳ xuống xưng thần, sau khi nắm giữ lấy kiếm chủ tế càng như hổ mọc thêm cánh. Là thần kiếm trong kiếm, là kiếm thần trong đám cao thủ. Tựa hồ từ nay về sau, trên trời dưới đất đã không còn ai ngăn cản bước chân của ông ta. Chúc mừng kiếm thần! Chư thần hò reo hoan hô, cung kính quỳ xuống. Khóe miệng của Lữ Thuần Dương nhếch lên, hiện giờ ông ta đã có lòng tin mình đủ sức đánh bại tất cả mọi kẻ địch, ngoài thiên đạo. Chương 1165, tiến quân xuống Nam 1. Sau khi đánh bại Lạp Thần, chiến thần nổi tiếng sau một trận đánh. Thần Quang Hỗn Độn đã trở thành thần thông mạnh mẽ nhất của chiến thần ngày nay và là cấm kỵ của chúng thần. Sau quá trình tái thiết của thành anh hùng bắt đầu, chư thần vị thần phương Bắc từ thái cổ thần giới đã đến chúc mừng. Mặc dù có nhiều vị thần đến, nhưng không có nhiều người sẵn sàng gia nhập liên minh của chiến thần. Nguyên nhân là sự trở lại mạnh mẽ của thái cổ kiếm thần càng có sức hấp dẫn hơn chiến thần. Hỗn độn thần nhãn chỉ có thể dùng như pháp bảo thần thông, nhưng mỗi thanh kiếm của thái cổ kiếm thần đều có uy lực hủy diệt trời đất, càng kinh ngạc người khác hơn. Hơn nữa, kiếm thần hiện giờ đã ngưng tụ thành công thanh kiếm chủ tể, một trong 10 thần khí hàng đầu của thái cổ thần giới. Kiếm chủ tể, đúng như tên gọi của nó, là thần binh mạnh nhất trong thái cổ thần giới, danh xứng với thật. Người cầm thanh kiếm này cũng phải lên ngôi báu thái cổ thần vương và nắm giữ toàn bộ thần giới. Lần này, Lữ Thuần Dương Điểm Binh đã tập hợp tổng cộng 1.700 vạn người đại quân thần tộc. Các vị thần cấp cao như thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần tự nhiên và hải thần đều trở thành chiến tướng cấp cao dưới sự chỉ huy của Lữ Thuần Dương. Ngay cả tộc Thái Cổ Lôi Thần vốn đã ngừng can thiệp vào việc của thần giới từ lâu, cũng chính thức gia nhập Liên minh kiếm thần sau một chuyến thăm của Lữ Thuần Dương. Trong một thời gian ngắn, kiếm thần trở thành ứng cử viên được yêu thích nhất cho vị trí thái cổ thần vương, uy nghi đạt đỉnh cao. Mặt khác, liên minh chiến thần, với sự hỗ trợ hết lực của nữ thần băng tuyết và nữ thần phục thù, cuối cùng chỉ tập hợp được đại quân 600 vạn người. Dù là chiến tướng cấp cao hay tổng sức mạnh cũng đều kém xa liên minh kiếm thần. Tuy nhiên, mộ dung nguyên duệ lại không vì thế mà lo lắng, tỏ ra sự tự tin mãnh liệt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô đã dựa vào đạo chiến thần đã dung hợp đại quân 600 vạn này với thần vực của mình, nuôi dưỡng họ thành năm nhánh quân mới của chiến thần. Nữ thần băng tuyết và chiến vô uyên phụ trách quân quý thủy, chiến vô diễm phụ trách quân đoàn ly hỏa, chiến vô thương và thần bắc địa hoang dã phụ trách nhánh quân mậu thổ, chiến vô ngân phụ trách quân đoàn ất mộc, nữ thần phục thù và chiến vô phá phụ trách đại quân canh kim. Trong số năm đội quân của chiến thần, mũi kiếm tấn công sắc bén nhất vẫn là quân đoàn canh kim. Sau trận chiến với lạp thần, chiến vô thương đã dựa vào sát đạo mà ngộ ra đạo canh kim với hiệu suất sát thương tối thượng của mình, được phong thần, hiện giờ đã đạt sức chiến đấu của một vị thần trung cấp. Bản thân nữ thần phục thù vốn đã là một vị thần mạnh mẽ, giỏi ẩn nấp và ám sát, những đợt tập kích mà bà ta phát động, ngay cả thần quang minh cũng vô cùng e dè, sợ hãi. Hai người hợp lực, một người trực diện xông vào chiến đấu, một người bí mật ẩn nấp chờ thời cơ ra tung đòn, phối hợp hoàn hảo để trở thành nhánh quân tấn công sắc bén nhất trong năm đội quân chiến thần. Một số tướng sĩ dưới sự chỉ huy của nữ thần phục thù đến từ tộc Thái Cổ Nguyệt Thần. Thái Cổ Nguyệt Thần có hai mặt thần tính, Mộ Dung Nguyên Duệ giữ những tướng sĩ thuộc Nguyệt Chi Ám diện lại trong quân đoàn canh kim, còn những tướng sĩ thuộc Nguyệt Chi Quang diện điều vào quân đoàn Ất Mộc, kết hợp với tính phục hồi của Ất Mộc tạo nên một quân đoàn có khả năng trợ thủ mạnh mẽ nhất. Không chỉ có thể dùng khí tiên thiên Ất Mộc để hồi phục cho đại quân, mà còn có thể dùng sự chúc phúc của Nguyệt Thần để hồi lại lượng thần niệm khô cạn. Thần hoang dã giỏi biến hóa địa hình, kết hợp với sức mạnh bảo vệ của Mậu Thổ, khiến quân đoàn Mậu Thổ trở nên mạnh mẽ và phòng thủ vững chắc hơn trước. Quân đoàn quý thủy, nữ thần băng tuyết là một vị thần cấp cao, thần thông mạnh mẽ và lực nguyên sơ hỗn độn mà bà điều khiển cũng liên quan đến băng xương. Kết hợp với thần vực quý thủy của mộ dung nguyên duệ, có thể tạo ra một vùng lĩnh vực băng xương, có thể dùng để làm chậm cuộc tấn công của kẻ thù, cũng có thể phối hợp với quân đoàn canh kim để tấn công và tiêu diệt kẻ thù bằng sức mạnh băng xương. Điểm yếu duy nhất trong chiến lược của năm đội quân chiến thần là quân đoàn ly hỏa do chiến vô ngân chỉ huy, ly hỏa vô tình, trong lịch sử của thái cổ thần giới, quân đoàn ly hỏa của chiến thần lẽ ra phải sát phạt quyết đoán đủ để sánh vai với quân đoàn canh kim trở thành mũi nhọn tấn công. Nhưng do hai thần tộc lớn là thần Quang Minh và thần Thái Dương đều đã gia nhập liên minh kiếm thần, dẫn đến quân đoàn ly hỏa của chiến thần rất khó để phát huy hiệu quả lực chiến của mình. Lực nguyên sơ hỗn độn mà thần Quang Minh và thần Thái Dương điều khiển đều có liên quan đến ngọn lửa, thần Thái Dương làm chủ cốt lõi sức mạnh của mặt trời, có thể mở ra lĩnh vực thuần dương, thần Quang Minh thì khống chế được bảy tia sáng thuần khiết của ánh sáng, uy lực còn cao hơn thần Thái Dương. Kể từ khi Thái Cổ Thần Giới khôi phục đến nay, tộc thần Thái Dương vẫn luôn là thần tộc mạnh nhất trong Thái Cổ Thần Giới. Thần tộc Quang Minh mặc dù không nhiều như Thái Dương thần tộc, nhưng sức chiến đấu của hai tộc đều có luôn luôn ngang hàng nhau. Hai tộc đồng thời gia nhập liên minh kiếm thần, không chỉ lấy đi phần lớn nguyên tố ánh sáng và lửa của thần giới mà còn tạo ra sự áp chế hoàn toàn lên quân đoàn ly hỏa của chiến thần. Chương 1166, tiến quân xuống Nam 2. Mỗi nhánh quân trong số 5 quân của chiến thần đều có 100 vạn lính tinh nhuệ, còn có 100 vạn khác do chính Mộ Dung Nguyên Duệ trực tiếp chỉ huy. Ngoài việc xây dựng 5 quân chiến thần bằng cách sử dụng Ngũ Phương Thần Vực, Mộ Dung Nguyên Duệ còn sử dụng Đạo Chiến Thần để tạo ra 5 trận pháp Tiên Thiên Ngũ Hành quy mô lớn liên kết với trăm vạn lính tinh nhuệ. 5 trận pháp này không chỉ có thể ngưng tụ khí Tiên Thiên Ngũ Hành để tăng sức chiến đấu cho 5 quân của chiến thần, mà đồng thời còn sở hữu sức mạnh hủy diệt và bảo vệ mạnh mẽ hầu như mỗi một trận pháp đều có thể bộc phát lực chiến thần linh cấp cao mục đích chính của mộ dung nguyên duệ khi bố trí pháp trận tiên thiên ngũ hành này là để gài bẫy lữ thuần dương mặc dù cô rất tin tưởng vào hỗn độn thần quang của mình nhưng gần đây thai nhi trong bụng cô thường xuyên chuyển động rộn ràng khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an mang thai sinh nở cần phải yên tâm nghỉ ngơi mộ dung nguyên duệ mang thai còn phải dẫn quân đi chiến đấu vốn đã là một việc rất nguy hiểm rồi tuy rằng cô có thân thể của thái cổ chiến thần thể chất vượt xa người thường nhưng thứ cô đang mang trong người cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Người khác không biết nguồn gốc của hỗn độn thần nhãn của cô, nhưng cô biết rất rõ, cô có được cơ duyên này phần lớn là nhờ đứa trẻ trong bụng cô. Mộ dung nguyên rể có cơ thể của thái cổ chiến thần, có đầy đủ khí ngũ hành. Cái gọi là vạn vật chúng sinh đều từ ngũ hành, cũng chỉ có thể chất như cô mới có thể chứa đựng được huyết mạch của vận mệnh chi tử. Đứa trẻ còn chưa chào đời, đã có thể cảm nhận được sức mạnh của U Huỳnh và Trúc Chiếu, ai biết khi đứa trẻ chào đời sẽ tạo ra gì tượng như thế nào nữa. Nếu là thời hòa bình, cô đương nhiên sẽ có vạn biện pháp đề phòng. Nhưng bây giờ cô vẫn phải dẫn quân chiến đấu, trong hoàn cảnh như vậy, hung hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, lòng oán hận của mộ dung nguyên duệ tăng cao. Mỗi lần thai nhi cử động đều gây ra rối loạn khí huyết trong cơ thể, mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực chiến của cô, đôi khi còn khiến thần hồn cô mất đi ý thức tự chủ chắc chắn sẽ là một tai họa nếu tình huống này xảy ra khi đại quân đang trong cuộc quyết đấu tuy mỗi chuyển động của thai nhi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng vẫn khiến tình thế chiến đấu phát sinh đầy dẫy những biến số nguy hiểm nhưng chuyện này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô vì vậy mộ dung nguyên duệ chỉ có thể lo trước tính sau để lại phương án ứng phó trước bày sẵn trận pháp tiên thiên ngũ hành cố gắng vây bắt lữ thuần dương trước khi thần hồn của cô đã thất thủ ngoài việc chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh tộc chiến thần còn chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho liên minh chiến thần. Mặc dù thanh pháp kiếm tử kim mà mộ dung nguyên duệ sử dụng từ đầu cũng có thể được gọi là pháp bảo, nhưng nó không thể so sánh được với kiếm chủ tể của Lữ Thuần Dương. Tộc kiếm thần giỏi chế tạo thần binh, tộc chiến thần cũng giỏi về mặt này. Tổng hợp các nguyên liệu luyện chế vũ khí được lưu trữ trong toàn bộ thành anh hùng, toàn tộc, thậm chí là cả toàn bộ phương Bắc thần giới đã sử dụng toàn lực để tạo ra một thanh thần kiếm cho mộ dung nguyên duệ. Khi thần kiếm được xuất lò, nữ thần phục thù đã sử dụng lực hắc ám nguyên sơ hỗn độn của mình để thay đổi màu sắc của thân kiếm khi kiếm thể biến thành màu đen như mực càng khiến thanh kiếm trở nên linh động nhanh nhẹn và khó nắm bắt hơn sau đó nữ thần băng tuyết để lại thần quang hình bông tuyết trên kiếm thể đen tuyền khiến thanh kiếm trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn hai nữ thần ra tay công thêm bản thân thanh kiếm đã ẩn chứa tinh hoa ngũ hành dồi dào chất liệu nghịch thiên khi kiếm thành công ra đời đã gây ra thay đổi trong thiên tượng Mặc dù không hoành tráng và khí thế át trời như thanh chủ tể của Lữ Thuần Dương, nhưng thanh kiếm này đã khiến phương Bắc rơi tuyết liên tục cả một ngày một đêm. Sự can thiệp của hai nữ thần khiến khí thế của thanh kiếm tràn ngập sự lạnh lùng và đen tối, vì thế mà Mộ Dung Nguyên Duệ đã đặt tên cho thanh kiếm là Kiếm U Huỳnh. Sau khi thanh kiếm được rèn thành công, Mộ Dung Nguyên Duệ đã yêu cầu tộc chiến thần tạo ra một bộ giáp mới hoàn toàn để bảo vệ tốt hơn cho đứa con chưa chào đời của mình trong trận chiến. Bộ giáp được làm từ chất liệu gần giống với Kiếm U Huỳnh, nhưng khi ban phước không để nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết tham gia mà thay vào đó chính mộ dung nguyên duệ đã tự mình dùng hỗn độn thần nhãn khai quang cho chiến giáp mới này bộ giáp này thần thánh trang nghiêm tỏa ra thần quang rực rỡ mộ dung nguyên duệ đặt tên cho bộ áo giáp này là trúc chiếu vừa hay hoàn toàn tương xứng với kiếm u huỳnh thời gian trôi qua nhanh chóng nháy mắt một tháng nữa đã qua đi cả chiến thần và kiếm thần đều đã hoàn thành việc triển khai quân lực mạnh nhất của mình Lúc này mộ dung nguyên duệ đã mang thai được tròn 8 tháng, thêm một tháng nữa, cô sẽ rơi vào tình trạng vô cùng suy nhược do đến giai đoạn sinh nở. Thời gian không chờ đợi ai, ngày hôm đó mộ dung nguyên duệ đã quyết định ra tay, phái quân tiến về phía nam. chương 1167, Bí mật hành động 1 Thái cổ thần giới tuy gọi là thần giới nhưng lại không tồn tại thứ gì tương tự như thiên đình. Cái gọi là thần tộc chỉ là giống loài mạnh hơn người phàm. Tương tự như chúng thần Olympus trong thần thoại Hy Lạp, nhân tính cao hơn thần tính. Mộ Dung Nguyên Duệ gửi quân từ thành anh hùng, một đường hành quân về phía nam mà không gặp cản trở. Vào ngày này, quân đội đã đến biên giới của thần tộc Quang Minh, cuối cùng đã dẫn đến cuộc đánh trận trực diện đầu tiên của Liên minh Kiếm Thần. So với tâm thế cấp thiết quyết chiến của Mộ Dung Nguyên Duệ, phản ứng của Lữ Thuần Dương bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi kiếm chủ tế được đúc thành, Lữ Thuần Dương đã giao việc chuẩn bị quân lực cho đại trưởng lão của tộc Kiếm Thần, hoàn toàn để ông ta chịu trách nhiệm phối hợp với chư thần cuối cùng thành lập ra kiếm các. Đại quân 1.700 vạn của liên minh kiếm thần đều do kiếm các điều động và chỉ huy, còn bản thân Lữ Thuần Dương thì đắm chìm trong giác ngộ kiếm đạo. Trong mắt Lữ Thuần Dương chỉ có kiếm, còn những việc như chỉ huy quân lính đánh trận, ông ta rất ít hỏi đến. Liên minh kiếm thần có đại quân 1.700 vạn người, dù có chiến đấu thế nào cũng sẽ không bao giờ thua, mà điều ông ta phải làm chính là gia tăng sức mạnh của lĩnh vực kiếm thần lên ngang tầm với Thái Cổ kiếm vực trước khi trở thành Thái Cổ thần vương. Thái Cổ kiếm vực đại biểu cho cảnh giới tu hành kiếm đạo của Thiên Đạo, kiếm thần của Lữ Thuần Dương mặc dù tam giới vô song, nhưng vẫn còn thiếu chút ít hỏa lực có thể mở ra Thái Cổ kiếm vực. Nguyên nhân nằm ở việc ông ta chỉ tu luyện cách dùng kiếm thần, không có nhiều kinh nghiệm với quỷ kiếm và ma kiếm. Điều mà Thái Cổ kiếm vực yêu cầu chính là kinh nghiệm kiếm đạo toàn diện không kẽ hở giả dụ như trong mắt Lữ Thuần Dương không thể chứa được quỷ kiếm và ma kiếm, ông ta sẽ không bao giờ có thể mở ra được một thái cổ kiếm vực hoàn chỉnh. Lĩnh vực kiếm thần chỉ có một thanh kiếm, nhưng thái cổ kiếm vực lại có ba thanh kiếm, cho nên uy lực của lĩnh vực kiếm thần không bao giờ có thể sánh được với uy lực của thái cổ kiếm vực. Lữ Thuần Dương biết khuyết điểm của mình ở đâu, nhưng lại không muốn sửa chữa. Ông ta rất cố chấp, đến nỗi trong mắt chỉ có thần kiếm. Vốn dĩ đạo thần kiếm của ông ta đã bước vào thời kỳ bình cảnh, không thể cải thiện được nữa, tuy nhiên sau khi đến tảng kiếm gốc, đã có được nhiều cảm ngộ mới về kiếm thần. Thí thần thập phương kiếm trận đã cho phép ông ta lĩnh ngộ sức mạnh cấm đoán của kiếm thần, kiếm chủ tể khiến ông ta nhận ra uy lực đế vương của kiếm thần. Lĩnh ngộ càng nhiều, thì thành tựu thần kiếm của Lữ Thuần Dương càng trở nên thâm sâu. Ông ta mơ hồ cảm thấy một thanh kiếm không nhất thiết sẽ yếu hơn ba thanh kiếm. Nếu ông ta có thể tu luyện thần kiếm đến cực hạn, thì thần kiếm không khó để vượt qua tam kiếm. Chỉ là con đường này rất khó đi, ngoại trừ lữ thuần dương thì không ai có thể đi theo con đường này được tục ngữ có câu có công mài sắt có ngày nên kim trong vô thức lữ thuần dương đã vượt qua ma đạo tổ sư cũng vượt qua tôi trên phương diện kiếm đạo đang hướng tới đỉnh cao trước giờ chưa từng có người đạt được không ai biết giới hạn của ông ta ở đâu cũng có thể là không bao giờ có giới hạn lữ thuần dương không quan tâm đến chiến sự để lại mọi vấn đề liên quan đến cách đối phó với chiến thần lại cho kiếm các xử lý đợi khi đại quân của mộ dung nguyên duệ đến biên giới của thần tộc quang minh kiếm các cuối cùng đã đưa ra quyết định, chính thức khai chiến với quân đoàn của chiến thần trong lãnh thổ của thần tộc Quang Minh. Thần tộc Quang Minh có lãnh thổ rộng lớn, dân số chỉ đứng sau thần tộc Thái Dương. Biên giới phía bắc của thần tộc Quang Minh là một bình nguyên tiểm quang vô tận, bình nguyên tiểm quang không có lấy một ngọn cỏ, được bao phủ bởi các thủy tinh có thể khúc xả ánh sáng. Dù là ngày quang đáng hay đêm đầy sao, bình nguyên tiểm quang vẫn toát ra ánh sáng chói lòa, tàn khốc. Bình nguyên tiểm quang không cần quân đồn trú, ngoại trừ thần tộc quang minh nắm giữ sức mạnh ánh sáng thì bình nguyên thiểm quang là khu vực chết chóc của các sinh vật khác trong thần giới dưới những ảo ảnh kỳ dị chứa đựng luồng ánh sáng tà ác chết người ngọn lửa thuần khiết được hình thành bởi sự hội tụ của ánh sáng đủ để tiêu diệt tất cả những kẻ thù xâm lược mạnh nhất đại quân của mộ dung nguyên duệ hành quân cả đường không bị cản trở cuối cùng dừng lại ở rìa bình nguyên thiểm quang băng qua bình nguyên thiểm quang là con đường tắt có thể trực tiếp đến quang minh thánh thành quang minh thánh thành là pháo đài nổi bật nhất của thần giới nếu như có thể chiếm được quang minh thánh thành, chắc chắn sẽ nâng cao sĩ khí của liên minh chiến thần lên rất nhiều. Nếu đi đường vòng, sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, liên minh kiếm thần cũng đã triển khai trọng binh trên các tuyến đường vòng của cả hai bên đường, việc này sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Chiến thần bệ hạ, chúng ta nên đi như thế nào? Nữ thần phục thù hỏi, binh quý ở tốc độ nhanh, có thể băng qua bình nguyên thiểm quang. Mộ dung nguyên rợi đáp, chương 1168, bí mật hành động 2. Bình Nguyên Thiểm Quang là nơi chết chóc, đại quân băng qua e là sẽ bị thương vong nặng. Nữ thần băng tuyết nói, ai nói chúng ta nhất định phải hành quân trên mặt đất. Ý chiến thần bệ hạ là, xây dựng ám đạo, bí mật đi qua. Nữ thần băng tuyết, ta muốn cô bắt đầu ngay lập tức, điều động khí quý thủy kích hoạt trận bão tuyết và chặn sự khúc xả ánh sáng của các thủy tinh. Chiến vô thương, thần hoang dã, hai người sẽ dẫn quân đoàn mậu thổ đào lối đi ngầm, hành quân từ dưới lòng đất. Sau khi mộ dung nguyên rợi ban hành quân lệnh, lập tức triệu tập tứ đại phân thần, cùng với mình thiết lập một pháp trận ngũ hành cấm kỵ ngăn cản việc thăm dò thần niệm, nhằm che đậy tung tích của quân đoàn mậu thổ. Cùng lúc đó, nữ thần băng tuyết và chiến vô uyên hợp lực, bắt đầu gây bão tuyết trên bình nguyên thiểm quang. Tuyết trắng vô tận bao phủ vạn vật, ngay lập tức khiến các thủy tinh của bình nguyên thiểm quang mất đi hiệu ứng khúc xạ ánh sáng. Đáng tiếc, ngoài khúc xạ ánh sáng, các thủy tinh còn có thể ngưng tụ ngọn lửa ánh sáng thuần túy. Sau khi cảm nhận được động cơ của quân đội chiến thần, thần Thái Dương đã đích thân ra tay, dùng các thủy tinh nhưng tụ ngọn lửa ánh sáng thuần túy, lan rộng khắp bình nguyên thiểm quang làm tan chảy cơn bão tuyết. Băng tuyết tan thành hơi nước và tiêu tán, khiến công sức vất vả của nữ thần băng tuyết lập tức đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, nữ thần băng tuyết không vì điều này mà bỏ cuộc mà tiếp tục ngưng tụ khí quý thủy để kích hoạt trận bão tuyết tiếp theo, như thể cô muốn cạnh tranh với thần Thái Dương, đánh một trận tiêu hao sức lực.